Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 19. Lý Dục Thần không biết Trương Điên Võ Sĩ là ai, lại dùng ánh mắt chấm hỏi nhìn Sư Phụ Vinh. Sư Phụ Vinh nói, tôi cũng không biết tên thật của Trương Điên là gì, bởi vì cả đời tên đó yêu võ thành si. Điên điên khùng khùng nên mọi người mới gọi là Trương Điên. Nghe nói võ công của ông ta vào vài chục năm trước đã đột phá lên cảnh giới tông sư. Sao ông lại đắc tội với Trương Điên thế, chị Mai hỏi. Nói ra thì dài lắm, Sư Phụ Vinh thở dài, sư phụ tôi là đầu bếp nổi tiếng thủ đô, nhưng đó chỉ là mặt ngoài, xem như một công việc tay trái của ông ấy mà thôi. Thật ra tôi xuất thân từ Vinh Môn, năm đó sư phụ tôi chính là đại ca Vinh Môn Nhất Đao Xuân, chính là đệ nhất đao ở thủ đô. Mà Trương Điên đó lại là lão đại của Yếu Môn. Lý Dục Thần từng nghe Sư Phụ Vinh kể về chuyện giang hồ xưa, Vinh Môn và Yếu Môn đều là thuật ngữ trên giang hồ, là nghề trên giang hồ, Vinh Môn là kẻ trộm, nói thẳng ra chính là phường trộm cắp. Còn Yếu Môn chính là xin cơm, ngày xưa còn được gọi là cái bang. Hai nghề này, có thể nói là chiếm số lượng rất lớn trên giang hồ, hơn nữa còn tập trung thành nhóm. Nghe Sư Phụ Vinh tiếp tục kể. Vinh Môn và Yếu Môn vốn là nước sông không phạm nước giếng, sư phụ tôi và Trương Điên đều có địa vị rất cao trên giang hồ, cũng được tính là quen biết nhau. Sư phụ tôi đi làm đầu bếp, ông ấy có rất nhiều đồ. Đệ là đầu bếp, có lần, vài kẻ xin cơm đến một tiệm cơm của sư huynh tôi ăn trực, có định lừa đảo, bị sư huynh tôi dạy một trận ra trò. Yếu Môn mới gọi người đến trả thù, lời qua tiếng lại, chuyện này cũng bị xé ra to. Sư phụ tôi làm một mâm cơm. Mời Trương Điên đến ăn một bữa. Lễ ra chuyện đến đó là dừng lại rồi, ai mà ngờ được trong thức ăn lại bị người bỏ thuốc, tất cả mọi người tới ăn đều trúng độc, Trương Điên có công lực thâm hậu thì không sao, nhưng mấy đồ đệ của ông ta đều chết hết. Trương Điên mới cho rằng sư phụ tôi bỏ thuốc độc chết ông ta, lập tức ra tay. Sư phụ tôi thẹn trong lòng, không cử động, kết quả bị Trương Điên đánh chết. Từ đó về sau, Trương Điên vẫn dẫn người đuổi giết đệ tử Vinh Môn. Gần như toàn bộ cao thủ Vinh Môn ở thủ đô đều chết trong tay ông ta. Thế tại sao ông vẫn bình yên? Có phải là vừa có thấy gì không đúng đã cụp đuôi bỏ chạy rồi không? Ông chủ Vương cười hì hì hỏi, đừng có nói độc đó do ông bỏ vào nhé. Sư phụ Vinh tức giận, đập bàn đứng dậy, chỉ vào ông chủ Vương nói, này họ Vương, ông đừng có ngậm máu phun người như thế. Tôi phải quyết đấu với ông. Quyết đấu thì quyết đấu. Chết một rồi, A Mai cũng đỡ phải khó xử. Ông chủ Vương cũng đứng dậy, mặt vẫn còn nụ cười. Hai người đủ rồi đấy, chị Mai lạnh mặt lên tiếng nói. Thấy chị Mai tức giận, hai người đàn ông cũng rén, ngọn lửa trong người cũng biến mất, ngây ngô cười với chị Mai. Chúng tôi nói đùa thôi mà, A Mai đừng tưởng thật nhé. Đúng đó, chúng tôi đùa giỡn với nhau quen rồi, cũng nhiều năm như vậy rồi chắc A Mai cũng biết. Một màn đó, khiến mọi người đang nhìn đều trợn mắt há hốc miệng. Lý Dục Thần thì đã thấy nhiều lúc ở quán cơm rồi nên không quan tâm. Sắc mặt chị Mai dịu đi, nói chuyện này đã trôi qua nhiều năm rồi, chưa chắc Trương Điên còn nhớ một người như ông tồn tại. Thủ đô lớn như vậy, chỉ cần ông không gióng trống khua chiêng thì sao ông ta biết ông đến thủ đô. Sư phụ Vinh nói, Yếu Môn đông người, nói không chừng lại bị tên ăn mày nào đó nhận ra. Nhận ra thì nhận ra thôi, sợ cái quần què, ông chủ Vương thích khinh bỉ sư phụ Vinh thật. Nhưng khi đối ngoại thì bọn họ Vân đứng cùng một chiến tuyến, cùng lắm thì, ông đây chết cùng ông vậy. Chị Mai cũng nói, đúng đó, cùng lắm thì cùng chết thôi. Huống chỉ. Chị ta nhìn Lý Dục Thần một cái, lại nuốt lời định nói vào trong. Ngày hôm đó, chị ta tận mắt nhìn thấy Lý Dục Thần ai cầm tia sét đánh chết thuật sĩ Nam Dương, lại thoải mái giúp bọn họ trừ cổ. Nhưng tông sư là đỉnh cao của võ đạo, Lý Dục Thần có thể thăng được Trương Điên không? Trong lòng chị ta cũng không chắc. Lý Dục Thần hiểu được ý chị Mai, mỉm cười nói, nếu quán cơm đã có người trông coi, thì cùng đi thôi. Cũng không cần thiết phải trốn tránh mãi thế, cần gì thì cứ làm thôi. Không có ai nhận ra thì thôi, nếu bị Yếu Môn nhận ra thì chúng ta cũng nhân cơ hội này gặp Trương Điên. Nghe Lý Dục Thần nói thế, sư phụ Vinh cũng không do dự nữa, bèn xác định lộ trình. Trước khi đi, Mã Sơn đột nhiên hỏi xem có thể cho Trương Diễm Diễm theo cùng không, để dễ dàng dẫn đường chỉ nhà, tránh tìm nhầm. Lý Dục Thần biết, Mã Sơn muốn tìm cái cớ để dẫn Trương Diễm Diễm ra ngoài giải sầu, giúp cô ta chữa lành tâm hồn bị tổn thương.
anh cảm thấy ý này cũng không tệ, có Trương Diễm Diễm theo cùng thì cũng có thể tìm đến nơi nhanh hơn. Mặt khác, Trương Diễm Diễm cũng có hiểu biết nhất định về ngôi nhà đó, nói không chừng lại có tác dụng. Cứ thế, một hàng sáu người bọn họ cùng đến thủ đô. Tuy Lý Dục Thần được sinh ra ở thủ đô, nhưng lại không có bất kỳ ký ức nào về nơi này. Nhưng, vừa bước lên mảnh đất thủ đô, anh lại có cảm giác quen thuộc đến lạ, như vừa gặp lại người bạn cũ. Bọn họ tìm một khách sạn 5 sao để thuê 3 phòng. Lý Dục Thần và Mã Sơn một phòng, sư phụ Vinh và ông chủ Vương một phòng, chị Mai và Trương Diễm Diễm một phòng. Nghỉ ngơi một lát, đi ra ngoài ăn bữa cơm, sau đó Trương Diễm Diễm bèn dẫn họ tới căn nhà mà cô ta từng đến. Đúng là căn nhà rất lớn, chỉ tính mỗi phòng thôi đã có hẳn 10 phòng, trước sau có 4 viện, tuy không bằng Vương Phủ Tiền Triều, nhưng cũng rất lớn. Tòa nhà to hơn thì đã thành kiến trúc lịch sử được bảo vệ, không thì cũng biến thành một khu tập thể cho nhiều người ở rồi. Nên gia đình bề thế ở thủ đô rất ít khi ở lại trong thành phố, đều ra ngoại thành xây nhà xây biệt thự cả rồi. Năm đó nhà họ Lý chắc chắn không chỉ có một căn nhà này, chẳng qua là do nó nằm giữa thành phố phồn hoa, thể hiện được thân phận của người trong nhà vậy thôi. Đi vòng quanh tòa nhà một lúc, ngoài Mã Sơn và Trương Diễm Diễm, thì Lý Dục Thần và nhóm sư phụ Vinh đã nhảy qua tường để vào trong xem nhà cửa. Sư phụ Vinh luôn miệng giới thiệu về kết cấu của căn nhà. Bởi vì ông ta từng theo sư phụ tới đây hành nghề, nên cũng có chút hiểu biết về nhà họ Lý. Điều khiến Lý Dục Thần cảm thấy khó hiểu là, trong nhà không có nhiều âm khí như anh tưởng, ngược lại, bởi vì căn nhà có phong thủy và vận khí rất tốt, nơi này ngưng tụ dòng khí phong thủy, nên người sống ở đây chỉ có tốt lên, không có xấu đi. Điều này khá trái ngược với những gì Trương Diễm Diễm nghe ngóng được, về căn nhà ma khiến rất nhiều người bị dọa chạy. Dạo quanh một vòng, không phát hiện được gì, bốn người lại nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Khi họ ra tới, thì ngõ nhỏ phía đông bỗng toát ra luồng yêu khí, bị thần thức của Lý Dục Thần nắm bắt được. Anh nhìn thoáng qua hướng đó, bên kia nhân khí rất vượng, e hẳn là một khu nhà đông đúc. Một nơi đầy nhân khí như thế lại có yêu khí, điều này cũng khiến anh rất bất ngờ. Thủ đô được xưng là nơi ngọa hổ tàng long, một đầu bếp cũng có thể là đệ nhất đao thủ đô, một kẻ ăn mày cũng có thể là tông sư, chẳng lẽ không có người hàng yêu trừ mà. Lý Dục Thần nhận ra, hình như con yêu tỉnh đó đang theo dõi bọn họ. Anh vẫn không có hành động gì, vừa đáp xuống đất đã nói cười cùng mọi người rời đi. Ngõ nhỏ bên kia có mấy người đang đánh cờ, Lý Dục Thần giả làm khách du lịch hỏi thăm. Tị đầu tiên là hỏi về tình hình nhà cửa của nhà họ Lý, cũng gần giống với những gì Trương Diễm Diễm nghe ngóng được, không có gì mới lạ. Lý Dục Thần bèn chỉ vào con ngõ phía đông, hỏi, bên đó là gì thế ạ? Mọi người nhìn theo hướng anh chỉ, nói trước kia nó cũng là một tòa nhà lớn, nhưng bây giờ thành nơi ở tập trung rồi, nhiều người sinh sống ở đó lắm đếm không xuể. Nhưng mà đằng sau lại có một cái miếu Hoàng Đại Thiên, vào đó có thể xin sâm, linh lắm, mọi người có thể vào đó xin thử xem. Miếu Hoàng Đại Thiên, Lý Dục Thần có thể đoán được phần nào thứ mà thần thức của anh vừa phát hiện được lúc nấy. Trong truyền thuyết dân gian có hồ, hoàng, bạch, liễu, hôi tổng cộng ngũ tiên. Trong đó bạch tiên thì trong nhà Lý Dục Thần có một con. Hoàng, chính là chồn vàng, người dân thường gọi là Hoàng Đại Tiên. Hoàng Đại Tiên có địa vị sánh ngang với hồ tiên người dân thường thắp nhang tế bái nên cũng hay hiển linh, có rất nhiều nơi lập ra cả miếu Hoàng Đại Tiên. Từ đó, có thể nói địa vị của Hoàng Đại Tiên đã vượt qua cả hồ tiên, nói là đứng đầu ngũ tiên cũng không ngoa tí nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng Đại Tiên có miếu và chồn vàng bình thường cũng khác nhau, có thể hưởng được nhang khói của nhân gian, hơn nữa cũng không cần lo bị tiên nhân nóng tính nào đó đi ngang chém cho một kiếm. Không có người tu hành nào đi hủy hoại miếu thờ ở dân gian, phá hủy tín ngưỡng của dân chúng cả. Trừ khi Hoàng Đại Tiên đó bị ngu, không thèm hương khói, đi làm những chuyện thương thiên hại lý gì đó. Đoàn người Lý Dục Thần băng qua ngõ nhỏ, đi mấy vòng mới tới được ngôi miếu Hoàng Đại Tiên kia. Miếu thì đúng là có miếu thật nhưng mà nó quá nhỏ, còn không to bằng một căn phòng kề trong nhà họ Lý. Xem ra ở thủ đô tấc đất tấc vàng này, Hoàng Đại Tiên cũng không thể ở một căn nhà quá lớn. Vào trong miếu, chỉ có một mảnh sân nhỏ, trong sân có lư hương to, bên trong cũng có cắm nhang, sương khói lượn lờ. Bên trong nữa chính là thần điện thờ Hoàng Đại Tiên.
Tượng thần tất nhiên là hình người, cầm phất chân trong tay, râu dài bay bay, hướng mắt đang nhìn xuống chỗ người quỳ lạy. Nếu có người quỳ lạy ở đó, thì ngẩng đầu lên sẽ thấy gương mặt hiền tử với đôi mắt tối đen đó, như thể bên trong đó có linh hồn. Lý Dục Thần dùng thần thức đảo qua, yêu khí đang trốn dưới tượng thần, chắc là chồn vàng đang trốn trong lòng đất dưới chân tượng thần. Cửa đại điện có một cái bàn, đằng sau bàn có một người trông như nữ đạo sĩ đang ngáp ngắn ngáp dài, thấy có người vào mới ngồi thẳng dậy. Các vị, đến xin xâm sao? Linh lắm đấy, đạo cô không chờ họ lên tiếng hỏi đã lên tiếng, mèo khen mèo dài đuôi. Trên bàn là một ống sâm, bên cạnh là tấm biển, trên đó viết, xin sâm 10 đồng, giải sâm 30 đồng. Giá cả cũng phải chăng, cũng thích hợp với nhu cầu của người dân bình thường. Xem ra, hoàng đại tiên này cũng không phô trương gì. Lý Dục Thần cười đi tới, cầm ống sâm. Sư phụ Vinh và ông chủ Vương vốn không thèm ngó, tới cũng tròn mắt, tò mò nhìn anh. Lý Dục Thần đi tới trước tượng thần, đứng trước tượng hoàng đại tiên, bắt đầu lắc ống sâm. Cùng với tiếng vang ào ào, một quẻ sâm từ trong ống rơi xuống đất. Lý Dục Thần cúi xuống nhặt lên, nhìn thoáng qua, xoay người đưa cho đạo cô biết về sâm. Đạo cô nhận lấy, nhỏ giọng đọc. Đứa trẻ mồ côi phía nam vạn dặm tìm về, lá thu bay bay khắp sân. Ai cho mượn thêm một cơn gió? Bỗng nhiên tê hát lên một tiếng, giật mình nói, cái này, tại sao câu cuối lại không còn nữa? Chuyện là, trên quẻ sân đó có 4 câu thơ. Mà quẻ sân của Lý Dục Thần cầu được chỉ còn 3 câu, câu cuối đã biến thành một khoảng trắng. Đây không phải là do Lý Dục Thần cố tình, mà là Hoàng Đại Tiên kia đang tác oai tác quái. Lý Dục Thần xin sâm thì chẳng dùng tới thân thông gì, chỉ như một người bình thường, dùng lực tay để lắc. Ống sâm, để quẻ sâm của chính mình rơi ra. Một nơi xin sâm linh nghiệm như thế này, đều có đạo lý riêng của nó. Chẳng hạn như miếu Hoàng Đại Tiên này. Người thường xin sâm thì Hoàng Đại Tiên có thể dùng đạo hạnh tu hành của mình để quan sát mệnh số cùng với tinh thần và mặt mũi của người xin sâm, cũng căn cứ theo đó để cho một quẻ sâm thích hợp. Thế nên, trên thực tế quẻ sâm không tự rơi ra, mà là Hoàng Đại Tiên ban cho. Xin sâm cần một chữ cầu, cũng từ đó mà ra. Đó cũng là lý do tại sao miếu nhỏ ở dân gian thường linh nghiệm hơn những nơi thờ cúng Phật Tổ Tam Thanh. Phật Tổ Tam Thanh đâu có rảnh để tới cho bạn quẻ sâm. Lý Dục Thần chỉ muốn xem coi Hoàng Đại Tiên này, rốt cuộc có pháp lực tới đâu, có thể cho anh quẻ sâm thế nào. Từ quẻ sâm đó có thể thấy, Hoàng Đại Tiên cũng có chút tài mọn. Đứa trẻ mồ côi phía nam vặn dặm tìm về, lá thu bay bay khắp sân. Hai câu này cũng thích hợp với tình cảnh của Lý Dục Thần lúc này. Câu cuối cùng biến mất, có thể thấy là do Hoàng Đại Tiên cố tình xóa đi. Cũng không rõ là do nó thấy câu cuối không mấy thích hợp với mệnh số của Lý Dục Thần, hay là không thể nhìn thấy số mệnh của anh, nên dứt khoát xóa đi, chỉ nói đoạn đầu, không nói đến tương lai. Đạo cô hết sức khó hiểu, liếc mắt nhìn Lý Dục Thần một cái, nói, thí chủ, anh chưa đủ thành tâm rồi, xin lại một lần nữa đi. Lý Dục Thần nói, xin xâm thì làm gì có chuyện xin lại, quẻ này, giải giúp tôi đi. Đạo cô nói, xâm này tôi không giải được. Lý Dục Thần nói, giải không được thì đi hỏi ông chủ nhà mình xem, tôi đi trước, tối tôi lại đến. Đạo cô nói, ở đây ban đêm không đi ra ngoài. Lý Dục Thần vẫn xoay người rời đi. Đạo cô nhìn theo bóng lưng mấy người kia đi, này, anh còn chưa trả tiền đấy. Miếu rất nhỏ, chỉ trong nháy mắt, người đã ra đến cửa. Đạo cô đứng dậy muốn đuổi theo, ngẫm lại thấy người ta cũng chỉ xin cái sâm, còn không giải được. Đuổi theo thì cùng lắm cũng chỉ đòi được 10 đồng, thôi bỏ đi. Đạo cô thở dài, lại ngồi xuống, cầm quẻ sâm kia lên xem. Gì thế này, đạo cô vô cùng kinh ngạc, tại sao trên này lại có chữ rồi? Trên đó xuất hiện thêm một hàng chữ, là lúc sóng gió của rồng và hổ nổi lên. Toàn bộ quẻ sâm đã biến thành. Đứa trẻ mồ côi phía nam vạn dặm tìm về. Lá thu bay bay khắp sân, ai cho mượn thêm một cơn gió? Là lúc sóng gió giữa rồng và hổ nổi lên. Nhờ sự dẫn dắt của sư phụ Vinh, đoàn người lại đi dạo khắp các con ngõ lớn ngõ nhỏ của thủ đô, đến một nhà hàng rất nổi tiếng để ăn cơm. Lý Dục Thần cảm thấy món ăn ở đây còn không bằng món do sư phụ Vinh nấu. Sư phụ Vinh luôn miệng than thở, nói năm đó đầu bếp nơi này cũng là một cao thủ Vinh môn, bàn về vai vế thì ông ta còn phải gọi một tiếng sư thúc, sau đó cũng bị Trương Điên đánh chết.
Nói tới đó, bữa cơm cũng trở nên nặng nề hơn. Vội vàng ăn xong, sư phụ Vinh lại dẫn mọi người đi dạo chợ đêm, ăn tối, mãi đến tận đêm khuya mới quay về khách sạn. Lý Dục Thần nói vài câu, bảo mọi người đi nghỉ ngơi sớm rồi ra ngoài, trở về nhà cũ của nhà họ Lý. Xung quanh nhà họ Lý về đêm là một mảnh tĩnh mịch. Con ngõ nhỏ trông có vẻ sâu hun hút. Lý Dục Thần chậm rãi đi qua con ngõ, nhảy lên tường, đáp xuống sân nhà. Xuyên qua những vách tường ngăn, đi dọc quanh hành lang một vòng rồi trở về chính giữa, xuyên qua cửa hông, đi vào trong đại viện thứ hai. Hoa quế trong viện đang nở, gió lạnh thổi qua khiến cả sân ngát hương. Ánh trăng chiếu vào trong sân, chút xuống vầng sáng trông như giao trì. Lý Dục Thần lặng lặng đứng, cảm nhận sự kêu gọi sâu bên trong huyết mạch của mình. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Cậu là ai? Tại sao lại tới nơi này? Lý Dục Thần xoay người, thấy một người trông giống bức tượng trong miếu Hoàng Đại Tiên như đúc đứng dưới giàn hoa. Lý Dục Thần suýt chút nữa bật cười. Đạo hạnh của tên này được đấy, còn mạnh hơn cả Bạch Kinh Kinh, hóa hình được một nửa, nửa hư nửa thực. Bưu Ồn cười nhất là cái dáng vẻ này chẳng những giống hệt miếu Hoàng Đại Tiên, quan trọng nhất là cho xin thêm chút máu thịt được không, chứ cái gì mà trông. Như bức tượng đang đi vậy. Không ngoan ngoãn ngồi trong miếu để hương nhang khói đi, ra ngoài đây làm gì vậy, Lý Dục Thần cười nói. Đây là địa bàn của ta. Phất trần của Hoàng Đại Tiên run lên, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, đáng tiếng là mặt không khác gì con tỏ he, hơn nữa còn trông giống lừa đảo, trông hết sức buồn cười. Đây rõ ràng là nhà tôi, sao lại thành địa bàn của mấy người vậy, Lý Dục Thần hỏi. Nhà cậu, Hoàng Đại Tiên hừ lạnh, cậu họ gì? Tôi họ Lý, Lý Dục Thần đáp. Hoàng Đại Tiên lặng người đi một lúc, mượn ánh trăng để quan sát anh một lát, bỗng nhiên nhướng mày quát, 20 năm trước nhà họ Lý đã không còn người rồi, ở đâu ra thằng nhóc giả mạo người nhà họ Lý, muốn chết hả? Dứt lời, phất trần vung lên, sợi phất trần bỗng dài ra, lặng lẽ mang theo hơi thở của ăn mày quấn lấy Lý Dục Thần. Lý Dục Thần thoáng nghiêng người, giơ tay bắt lấy phất trần. Hoàng Đại Tiên cười lạnh một tiếng, cổ tay run lên, sợi tơ trên phất trần bỗng dài ra thêm mấy tấc, quấn lấy cổ tay Lý Dục Thần. Lý Dục Thần thoáng giật mình, tiểu yêu này có pháp lực không tệ, chắc là cũng tu hành nhiều năm rồi, có thể nó biết chuyện xảy ra năm đó. Anh vẫn bình tĩnh, mặc cho phất trần kéo bay về phía Hoàng Đại Tiên. Đến gần thì Lý Dục Thần đột nhiên nhíu mày. Bởi vì anh phát hiện trên người Hoàng Đại Tiên có chút ma khí, lúc nãy do yêu khí che lấp nên anh mới không phát hiện. Tại sao trên người yêu quái lại có ma khí? Chỉ có một khả năng, đó là nó tu luyện ma công. Chẳng lẽ nó có liên quan đến án diệt môn của nhà họ Lý năm đó, chính là bóng ma mà anh gặp được ở tiền đường? Nghĩ tới đây, Lý Dục Thần cũng không do dự nữa, cổ ai đảo qua, cầm sợi phất trần, pháp lực chạy dọc theo sợi phất trần, tay kia thì vươn ra khóa cổ Hoàng Đại Tiên. Hoàng Đại Tiên giấy giụa mấy cái vẫn không thoát được, dáng vẻ sợ hãi, không ngờ mình chỉ mới đánh một chiêu đã bại. Nói, ngươi là yêu quái ở đâu tới? Chuyện 20 năm trước, có phải do ngươi làm không? Lý Dục Thần hỏi. 20 năm trước, 20 năm trước ta còn chưa tới đây. Hoàng Đại Tiên nói xong thì hai mắt chợt đảo quanh, cơ thể bỗng trùng xuống. Tay Lý Dục Thần đang cầm tay nó cũng trở nên căng lên, lại chộp vào khoảng không, trên tay chỉ còn một đống bùn dinh dính, mà Hoàng Đại Tiên thì đã rầm một tiếng, đổ ầm xuống. Nhìn xuống đất, có thêm một đống bùn, mà tay phải Lý Dục Thần thì có thêm một đống lông đuôi. A, à, Lý Dục Thần cười không thành tiếng, còn yêu quái này, hóa hình chưa được nên chết thêm một đống bùn quanh người mình. Thảo nào nó chỉ có thể biến thành dáng vẻ trong miếu, không thể đắp vào thêm chút máu thịt nào. Hoàng Đại Tiên làm kim thiền thoát xác, sau khi thoát thì độn thổ bỏ trốn. Sao Lý Dục Thần có thể để nó trốn thoát, anh dậm chân, mặt đất run lên một cái, ngũ hành châm trong tay bay ra, hóa thành những mũi nhọn cắm xuống đất, bày ra một cái trận trong bán kính mấy chục mét. Lần trước ở tiền đường, mà đầu kia thoát đi quá nhanh, lần này anh đuổi bắt Hoàng Đại Tiên. Chắc chắn sẽ không thất thủ nữa. Hơn nữa ma ảnh là vô hình, nhưng Hoàng Đại Tiên lại là thực thể, dưới lòng đất không thể chạy quá nhanh. Hoàng Đại Tiên bị nhốt trong trận pháp, cắm đầu chạy một hồi thì phát hiện mình không thoát được, bị một giẫm của Lý Dục Thần chấn động suýt chút nữa bị thương. Vội vàng chui lên khỏi mặt đất, hiện ra bản thể một con trồn vàng khổng lồ, như một con heo nhỏ.
ăn cho lắm vào rồi béo gì ra như thế, ngày thường chắc cũng hay đến nhà dân trộm đồ ăn lắm nhỉ, Lý Dục Thần cười lạnh nói. Ta khinh, Trồn Vàng nổi điên lên nói, ông đây ăn cơm bằng bản lĩnh, mọi người thắp hương cho ta giữ bình an cho khu này, cậu cứ đi vòng quanh đây hỏi thăm xem, ai nói ta không tốt. Lại còn cáu kỉnh cơ. Hiếm thấy đấy, thường thì Trồn Vàng có bản tính xảo. Trá gian dối, lẽ ra lúc này phải quỳ xuống xin tha rồi lại thong thả nghĩ cách trốn, sao anh chỉ mới nói nó trộm đồ đã nổi giận như thế rồi. Nếu Mi chỉ là một con yêu quái thì chắc là tôi đây cũng tin đấy, nhưng Mi lại học ma công, rơi vào ma đạo, còn dám vọng ngôn nói mình bảo đảm một vùng bình an hả? Hừ, cái gì mà rơi vào ma đạo, loài người đúng là miệng thì lúc nào cũng quyền tự do, quyền được sống, trong đầu thì mơ tưởng đến da lông của bọn ta, yêu đan của bọn ta, có đối xử ngang hàng với bọn ta bao giờ chưa? Hôm nay rơi vào tay cậu, muốn chém muốn giết hay róc thịt gì thì cứ làm. Đừng có lấy cái cớ trừ ma vệ đạo đó ra làm lá chắn. Lý Dục Thần khá là bất ngờ, con yêu tình này còn biết được rất nhiều, nói được cả một tràng. Nhưng cũng chính những lời đó khiến anh cảm thấy con yêu quái này không đơn giản như vậy. Được, tôi sẽ thay trời hành đạo, trừ con yêu ma này. Lý Dục Thần hừ lạnh, tay nhấc lên, kiếm khí ngũ hành lướt qua, nhắm thẳng vào Trồn Vàng. Sát khí lan ra khắp bốn phía. Trồn Vàng thấy kiếm kề cổ thì đột nhiên đứng dậy như người, hai tay chắp lại, gương mặt béo ú trở nên ngốc ngốc ngu ngu, nhè răng nói, thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng. Sự thay đổi bất ngờ đó khiến Lý Dục Thần cũng phải sửng sốt, nó trở mặt cũng nhanh đấy chứ. Thượng tiên muốn biết điều gì, tôi sẽ nói cho anh biết tất cả, Trồn Vàng vừa lại Lý Dục Thần, mắt lại đảo quanh. Thế thì ta hỏi Mi. Chuyện ma quái trong tòa nhà này có phải do Mi đang dở trò không? Lý Dục Thần hỏi. Ha ha, phải, là tôi, nhưng tôi không hại người, Trồn Vàng nói. Giả ma dọa người mà còn nói không hại ai hả? Lý Dục Thần lạnh lùng nói. Trồn Vàng hoảng sợ, nằm dài xuống đất dập dầu với Lý Dục Thần. Thượng tiên tha mạng, do tôi muốn hù dọa những người đó, để họ cút đi, tôi có một nơi yên tĩnh. Thượng tiên, tôi nói thật đấy. Nếu có nửa câu lừa dối thì sẽ bị trời đánh. Nó vừa dập đầu vừa thề thốt, đầu đập xuống thì cái mông đột nhiên thả rắm. Rắm vừa nổ thì không khác gì quả bóng bay nổ ầm một cái. Trong nháy mắt, làn sương màu vàng nhạt đã tràn ngập nửa sân. Lý Dục Thần vội vàng lấy áo ra che, hăng hái lùi về phía sau bên ngoài giàn hoa, mới thoát khỏi làn khói thối này. Dù vậy, mũi anh vẫn ngửi được cái mùi thối không sao tả nổi. Lý Dục Thần buột miệng mắng thầm, má, quên mất con này có thể thả rắn thối. Thả rắm chính là một thủ đoạn bỏ trốn đặc biệt của loài Trồn Vàng này, loại thành tinh như con này thì rắm đánh ra còn ghê gớm hơn, một khi dính phải thì mùi thối đó dính trên người một năm chưa chắc đã hết. Trồn Vàng tranh thủ lúc Lý Dục Thần trốn khói rắm của nó để chuồn mất dạng. Lý Dục Thần nhìn làn xương thối tràn đầy sân trước mặt, lắc đầu. Nếu không xử lý thứ này thì e là sau này sân chắc mọc nổi một ngọn cỏ. Nơi này từng là nhà của nhà họ Lý, tất nhiên anh không thể bỏ mặc được. Bèn vung tay áo lên, gió mát thổi qua cuồn cuộn. Cơn gió cuốn quanh trọng sân, hóa thành lốc xoáy nhỏ, cuốn hết tất cả khói vào trong. Trong sân xuất hiện thêm một cột khói màu vàng, siêu siêu vẹo vẹo. Lý Dục Thần khoát tay, lốc xoáy cũng bay lên trời như rắn phi thiên. Bay lên một độ cao nhất định mới ầm ầm tan đi. Nhìn hải đường và hoa quế trong sân vẫn như thế, Lý Dục Thần mới phủi ống tay áo nhảy ra khỏi tường nhà. Anh cũng không sốt ruột, dọc theo con ngõ nhỏ u ám, anh đi tới ngôi miếu Hoàng Đại Tiên bé xíu. Tất nhiên ban đêm ngôi miếu không có ai trông chừng, nhang trong lư hương đã tàn, chỉ còn một đống tro. Lý Dục Thần chậm rãi đi vào đại điện, nhìn về phía tượng thần Hoàng Đại Tiên. Đúng lúc này, tượng thần đột nhiên mở miệng, má, anh bày cái trận trong này từ khi nào thế? Mau thả tôi ra, thả ông đây ra, ông đây quyết chiến với mấy người. Lý Dục Thần nói, ngay cả trận pháp của tôi tùy ý bày bố mà ông cũng không phá được, làm sao quyết tử với tôi một trận được? Tượng thần nói, tôi không cẩn thận phạm vào đạo của cậu, cậu có bản lĩnh thật thì thả tôi đi, chúng ta một đấu một. Lý Dục Thần lắc đầu, tên này, miệng nói lời giang hồ. Cũng không biết học ở đâu. Có phải cậu không dám không? Tượng thần lại nói, vừa nãy ở khu nhà họ Lý, tôi cũng không cẩn thận mới bị cậu đánh bại,
nếu có chuẩn bị, tôi chưa chắc đã thua. Lý Dục Thần không nói gì, chỉ nhìn nó biểu diễn. Xem đi, tôi biết ngay cậu không dám mà, ngay cả giấm của tôi cũng không ngăn được, làm sao? Đánh lại được tôi, ha ha ha. Tượng thần lại líu lo nói một loạt lời khích bác, thấy. Lý Dục Thần vẫn không mắc bẫy, cuối cùng nản lòng nói. Này, tốt xấu gì chỗ tôi có tòa miếu, ít nhiều cũng tính là thần linh, nể mặt được không? Cậu không nể mặt tôi, sau này rất khó sống trên đời đấy. Tôi nói con người cậu, làm sao giống như khúc gỗ vậy? Cậu nói gì đi chứ? Được, được, tôi phục rồi, tôi phục rồi. Được rồi chứ, cậu nói đi, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Thượng tiên, thương tiên, cậu tha cho tôi đi, tôi chỉ là một con trồn, tôi thực sự chưa từng làm việc xấu, cùng lắm chỉ nhìn trộm phụ nữ tắm, đến nhà thím sáu trộm ít thịt lợn. Nhưng tôi từng làm cho họ không ít chuyện tốt đấy. Được rồi, tôi thẳng thắn, tôi thừa nhận, năm đó lão sáu mang về hai con gà từ quê, tôi thèm quá, đã mấy lần ăn trộm, nhưng đó là hai bên cùng có tình cảm, tôi không ép chúng. Cuối cùng lão sáu tự hầm chúng lên, tôi còn khóc mấy hồi. Con trồn trốn phía dưới tượng thần làm nhảm. Thấy Lý Dục Thần vẫn phất lờ, cuối cùng im miệng. Im lặng mấy phút sau, con trồn thở dài một hơi, nói, được thôi, tôi nhận thua, rạch một đường đi. Lý Dục Thần biết tâm khí của con yêu này đã hao. Mòn gần hết, giơ tay thu pháp trận, nhân tiện kéo con trồn từ dưới đất ra. Ông thực sự cảm thấy có thể một đấu một với tôi sao, anh nhìn ra sau ót con trồn hỏi. Con trồn chắp tay, tôi đã nói nhận thua rồi, một đấu một chắc chắn không dám, cậu nói xem có ý gì. Lý Dục Thần cười ha ha, xách con trồn về khu nhà cũ nhà họ Lý. Đến trong sân, vứt con trồn xuống đất, nói, vừa nãy trước khi ông bỏ chạy, hình như đã thể nói nếu có nửa câu giả dối, thì sẽ bị trời đánh sét đánh phải không? Đúng đúng, đã nói như vậy. Con trồn bò dưới đất, chẳng phải không có sét đánh sao, cho thấy tôi không nói dối, ông trời làm chứng. Hừ, mồm mép giảo hoạt. Lý Dục Thần giơ tay, sấm nổi lên, một tia chớp điện lóe trên hư không, chém phía trước con trồn. Vãi! Con trồn mắng một câu, kinh sợ nhảy lên, lại chít chít một tiếng ngã xuống đất. Lần này ông ta cũng không dám thả giấm nữa. Người trước mặt thực sự biết thuật pháp, không giống như ông ta, cái đuôi làm chổi. Đánh giấm coi làm thả pháo, cũng chỉ lừa ăn lừa uống lừa gà trong dân gian, nếu đấu pháp thuật thật, một tia sét đã chết lăn quay rồi. Thượng tiên có gì cứ hỏi, tôi biết sẽ nói hết. Tôi không phải thượng tiên gì, tôi đã nói với ông rồi, tôi họ Lý, tôi tên Lý Dục Thần. Lý Dục Thần tự báo ra môn, là muốn xem phản ứng của con trồn này. Nếu nó và bóng ma đó là đồng bọn, thì chắc biết tên của mình. Quả nhiên con trồn vô cùng chấn kinh. Cậu tên là gì, nó gần như sắp nhảy lên, Lý Dục Thần. Lý Dục Thần, Lý Dục Thần. Con trồn bắt đầu xoay vòng vòng dưới đất, giống như người gặp phải chuyện phiền não đi đi lại lại, còn không ngừng xoa hai móng vuốt trước. Tôi từng nghe đến cái tên này, Lý Dục Thần. Lý Dục Thần, đúng, chính là Lý Dục Thần, tôi biết, tôi từng nghĩ. Con trồn lẩm bẩm tự nói một mình. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Dục Thần, hai con mắt tròn nhìn chằm chằm. Không chấp đến một cái. Lý Dục Thần cau mày, nói, không cần nhìn nữa, tôi chính là Lý Dục Thần, đồng bọn của ông đâu. Đồng bọn nào? Con trồn không hiểu hỏi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Lý Dục Thần, dường như muốn nhìn thấy mỗi một chi tiết, mỗi một lỗ chân lông trên mặt Lý Dục Thần. Hơi giống, rất giống, đúng thế, chính là cậu. Con trồn bỗng nhảy lên, nhảy đến chỗ cao bên cạnh Lý Dục Thần. Chỉ vào mặt Lý Dục Thần nói. Lý Dục Thần bị nó dọa sợ giật mình, ông làm gì? Cậu chủ, cậu là cậu chủ, con trồn hưng phấn gọi. Cái gì, Lý Dục Thần kinh ngạc trong lòng, chẳng lẽ thứ này biết bố mẹ của mình? Cậu là con trai của bà cung, trước đây tôi từng thấy thẻ tên của cậu, lúc bà cung sắp sinh, ông cụ Lý đặt tên cho cậu. Ha ha ha, tôi tưởng người của nhà họ Lý đều chết hết rồi, không ngờ cậu còn sống. Con trai của bà cung còn sống. Ông đang nói cái gì? Bà cung nào? Lý Dục Thần nghỉ hoặc hỏi. Cậu chủ, chắc không phải cậu không biết gì chứ. Cậu là con trai của bà cung. Tôi, con trồn chỉ vào. Mình, tôi là A Hoàng đây, là tiểu hoàng được bà cung điểm hó ồ. Trong lòng Lý Dục Thần có vài phần kích động,
trong đầu dần biên dệt ra mạch câu chuyện đơn giản, mẹ của mình họ Cung, con trồn này thành tỉnh sau khi được mẹ điểm hóa. Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, vì lời của con trồn chưa chắc đáng tin, vừa nãy tiếp xúc, con trồn này, vô cùng giảo hoạt. Hơn nữa ma khí ẩn chứa trên người nó giải thích thế nào. Cho nên, Lý Dục Thần chỉ lạnh lùng nhìn con trồn, nói, đừng có ngạc nhiên thế nữa, ông biết cái gì, thì nói từ đầu đi, tôi nghe, nhớ kỹ, nếu ông có nửa câu giả dối, thì sẽ bị sét đánh. Được được được, tôi kể từ đầu. Con trồn đổi từ căng thẳng trước đó, một lúc đã trở nên vui mừng. Tôi vốn là con trồn bình thường, chỉ sinh sống ở con ngõ gần đây, bắt chuột, thỉnh thoảng đến nhà người A ăn trộm thịt lợn. Trước nay tôi chưa từng dám đến khu nhà này, cho đến một ngày, khu nhà này bày tiệc lớn, mời rất nhiều đầu bếp làm rất nhiều món ăn ngon, hương thơm bay đi 10 dặm. Con trồn dường như nhớ đến mùi thơm, mũi hít hít, dáng vẻ say mê. Tôi thực sự không nhịn được, lẻn vào từ cửa sau, ăn trộm con gà vừa ra nồi, đang trốn trong góc ăn, thì bị người ta phát hiện. Tôi bị người ta bắt được, nhốt trong bếp, nghe họ nói, muốn hầm tôi lên, còn nói bộ da của tôi rất tốt, muốn lột da tặng cho khách quý hôm nay. Lý Dục Thần thầm nghĩ, lúc đó đã có thể nghe hiểu tiếng người, xem ra đã mở linh chi. Dùng cách nói của dân gian, đã thành tinh, nếu trực tiếp hầm lên, đúng là lãng phí. Con trồn nói tiếp, lúc đó tôi đã chuẩn bị chết rồi, dù sao đã no cái bụng, nói ra thì tay nghề của đầu bếp đó rất tuyệt, có thể ăn được con gà ngon như vậy, làm con trồn chết no, cả đời này cũng đáng. Sau này một người phụ nữ đến nhà bếp, đưa tôi đi. Bà ấy đưa tôi đến nhà trong, gặp bà Cung. Ồ, lúc đó còn chưa phải là bà Cung. Họ gọi bà ấy là cô Cung. Tôi là một con trồn, bình thường trong mắt tôi, gà còn đẹp hơn người. Nhưng tôi vừa gặp cô Cung, liền vô cùng kinh ngắc. Ôi mẹ ơi, trên đời này còn có người đẹp như vậy ư? Lúc đó trong đầu tôi chỉ là yêu rồi, tôi tình nguyện bị hầm trong nồi, biến thành bữa ăn trong bụng cô gái này. Cô Cung nhìn thấy tôi, nói một con trồn có thể mở linh chi không dễ, nên đã điểm hóa tôi. Từ đó về sau, tôi thường xuyên đến khu nhà của nhà họ Lý, nghe cô Cung, sau này thành bà Cung, giảng pháp môn của yêu tu cho tôi. Nghe đến đây, Lý Dục Thần không khỏi nghi hoặc, người trần bình thường, cho dù nhập môn tu hành, làm sao hiểu được pháp môn của yêu tu. Ông nói bà Cung đó, rốt cuộc là người thế nào? Nơi này rõ ràng là nhà họ Lý, làm sao lại từ cô Cung thành bà Cung? Ôi trời cậu chủ, trách tôi không nói rõ, bà Cung chính là mẹ cậu. Bà ấy tên là Cung Lăng Yên, hình như là từ Điền Nam hay là đâu đó, tóm lại là từ phương Nam đến, bà Cung từng nói với tôi, ở chỗ họ bốn mùa đều như mùa xuân, là một nơi rất đẹp. Cũng chỉ có nơi đẹp như vậy mới sinh ra người đẹp như bà Cung. Con trồn nói đông một câu tây một câu, Lý Dục Thần không thể không nhắc, nói trọng điểm. Ấy, được được, nói trọng điểm là gì nhỉ? Chính là bố cậu, đúng, bố cậu là trọng điểm. Con trồn dùng móng vuốt vỗ mạnh đùi, dường như cuối cùng đã nghĩ ra chuyện quan trọng. Lý Dục Thần khóc cười không xong, cũng chỉ đành nghe như vậy. Con trồn nói tiếp, bố của cậu tên là Lý Vân Hoa, đệ nhất thiếu gia thủ đô năm đó, phong lưu phóng khoáng, nổi tiếng thiên hạ. Nói thế này với cậu nhé, năm đó bố cậu rất nổi, mỗi ngày ở đầu ngõ có đầy các cô gái vây quanh, chỉ để đợi bố cậu ra khỏi cửa thì nhìn một cái. Bà Cung nói. Trong lịch sử có người tên Vệ Giới, vì quá đẹp trai, bị người ta nhìn đến chết. Bố cậu chính là kiểu như vậy. Này, nói trọng điểm, Lý Dục Thần lại nhắc nhở nói. Tôi đang nói trọng điểm mà, con trồn nghiêm túc nói. Lý Dục Thần bất lực lắc đầu, được được được, ông tiếp tục đi. Trọng điểm chính là, tiểu thư thế gia nhiều như vậy, bố cậu đều không thích, đến phương Nam một chuyến, đã lừa. À, đưa bà Cung về đây. Con trồn đổi ánh mắt, nhìn trộm Lý Dục Thần một cái. Cũng chỉ có người đẹp như bà Cung mới xứng với cậu Lý hào hoa phong nhã. Để lấy lòng người đẹp, bố cậu đã gọi hết đầu bếp của 36 nhà hàng lớn đến, cùng làm một bàn đồ ăn Nam Bắc, mời mỹ nhân thưởng thức đánh giá. Cũng chỉ hôm đó, tôi bị đầu bếp bắt được, lại được bà Cung cứu. Lý Dục Thần thầm gật đầu. Việc này khớp với chuyện sư phụ Vinh nói. Thì ra vị khách thần bí của nhà họ Lý mở tiệc chiêu đãi năm đó chính là mẹ của mình. Người nghĩ ra chủ ý này lại là bố của mình. Ra tay như vậy, không hổ là đệ nhất thiếu gia thủ đô.
Sau đó thì sao, anh hỏi. Sau đó, con trồn ngẩn người, không có sau đó nữa. Hơ, con trồn nhà ông, nói chuyện không nói trọng điểm, lan man một hồi, có phải cố ý tránh không? Tôi hỏi ông, nhà họ Lý diệt môn, có phải do ông làm không? Lý Dục Thần nghiêm giọng hỏi. Không thẹn với lòng, con trồn lớn tiếng biện giải, tôi được bà cung điểm hóa, làm sao lại lấy ơn báo oán, hại nhà họ Lý. Hơn nữa, bà cung đẹp như vậy, ai nỡ hại bà ấy. Hơn nữa, chút bản lĩnh của tôi, cũng chẳng đủ nhìn trước mặt bà cung. Không phải ông thì là ai? Tôi không biết, con trồn lắc đầu liên tục. Chẳng phải ông luôn ở đây sao, sao lại không biết? Sau khi tôi được bà cung điểm hóa, liền chuyên tâm tu hành. Tuy khu nhà này rất lớn, nhưng cũng nhiều người, một con trồn như tôi cũng không thể sống ở đây. Sau này bà cung đưa ra chủ ý cho tôi, bảo tôi thỉnh thoảng lộ chút thần kỳ, lại cho người tuyên truyền ra ngoài, người dân chất phác, thực sự coi tôi là thần tiên. Bà cung lại cho người làm dọn một tiểu viện gần đây, làm cho tôi thần miếu, nên tôi đã có chỗ dung thân. Bà cung nói, chỉ cần tôi làm nhiều việc thiện, không gây họa ở nhân gian, cho dù có cao nhân qua đường, cũng sẽ không làm gì tôi. Như vậy tôi có thể hưởng hương hỏa tế cúng, và bình yên tu hành. Từ đó tôi sống trong miếu Hoàng Đại Thiên. Đã có hương hỏa cúng bái, tôi rất ít đến khu nhà họ Lý, trừ phi bà cung gọi tôi. Sau này bà cung có thời gian dài không đến gọi tôi, trong lòng tôi nhớ nhung, chủ động đi gặp bà ấy, mới biết bà ấy mắc bệnh, lúc đó bà ấy đã mang thai, mời một bác sĩ tên Hồ Vân Thiên đến chữa bệnh cho bà ấy. Hồ Vân Thiên. Đúng thế, tên là Hồ Vân Thiên, là bác sĩ mời đến từ phương Nam, rất nổi tiếng. Nghe nói vốn là mời người của nhà họ Bạch đến chữa bệnh, nhưng người nhà họ Bạch không chịu đến, cho nên đến phương Nam mời người họ Hồ này. Lý Dục Thần hơi kinh ngạc, dường như đã có manh mối, đang liên kết lại. Tất cả duyên phận tiền kiếp như mớ hỗn loạn quấn lấy nhau. Thì ra Hồ Vân Thiên từng chữa bệnh cho mẹ của mình, vậy cái chết của Hồ Vân Thiên, liệu có phải cũng là bị nhà họ Lý liên lụy không? Nghĩ đến bùa chú phong tỏa oán hồn Hồ Vân Thiên ở giếng Ngô Đồng Cư, xem ra là phải đến Long Hồ Sơn một chuyến, vừa hay trả lại kiếm thiên sư có được từ chỗ Lăng Tiêu Tử. Sau đó thì sao? Sau đó, đương nhiên là cậu chủ cậu ra đời, nhà họ Lý mở tiệc, tôi cũng đến ăn một bữa no. Sau đó không lâu, việc tu hành của tôi cũng đến ngưỡng cửa, về miếu Hoàng Đại Thiên của tôi bế quan. Đợi khi tôi xuất quan, nhà họ Lý đã không còn, có nhà họ Na chuyển đến. Tôi hỏi thăm tin tức, trong thời gian dài cũng không làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nhà họ Lý gặp nạn, người chết hết trong một đêm. Tôi vốn tưởng rằng là người nhà họ Na làm, cho nên thi triển pháp thuật trừng phạt bọn họ. Họ tưởng khu nhà có ma, bèn chuyển đi. Sau này tôi nghĩ lại, chắc chắn không đúng, ngay cả thuật pháp của tôi mà họ cũng không đối phó được, làm sao có thể khiến nhà họ Lý biến mất trong một đêm. Ít nhất bà cung còn lợi hại hơn tôi. Lý Dục Thần cúi đầu trầm mặc. Lời của con trồn không phải không có sơ hở, nhưng cơ bản là sự thật, một con trồn tinh, muốn sống sót cũng phải bịa chuyện. Vì bịa chuyện ngay tại chỗ mà muốn hoàn hảo cũng không phải là chuyện dễ. Giả như những lời con trồn nói là thật, thì hung thủ không phải là nhà họ Na, ít nhất không phải chủ mưu. Mẹ của mình, cũng chính là thân phận bà cung, sợ rằng là mấu chốt của chuyện này. Ông giả thần giả quỷ, ép người nhà họ Na đó chuyển đi, sợ rằng cũng không chỉ vì báo thù cho nhà họ Lý phải không, Lý Dục Thần bỗng hỏi. Sao tôi lại không phải báo thù cho nhà họ Lý? Bà cung là ân nhân cứu mạng của tôi, lại điểm hóa tu hành của tôi, giúp tôi dựng nhà, ơn trọng như núi với tôi. Tôi bế quan đi ra, còn nghĩ mình đã ổn, sau này có thể làm việc cho bà cung, ai ngờ. Nói mãi, con trồn cũng đau buồn nghẹn ngào thút thít. Lý Dục Thần biết không phải do nó làm, thầm thở dài một tiếng, đúng là yêu vẫn có tình, tại sao con người lại không? Con trồn bỗng chuyển sang vui mừng, nói cậu chủ, cậu về rồi thì tốt. Sau này khu nhà họ Lý lại có chủ nhân rồi. Cậu chủ biết thuật sấm sét, nhà của nhà họ Lý nhất định có thể báo. Nếu bà cung biết con trai mình có bản lĩnh như vậy, nhất định rất vui. Lý Dục Thần yên lặng nghe con trồn nói xong, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo. Con trồn được bà cung điểm hóa bước lên con đường tu hành, nhưng trên người nó ẩn chứa ma khí, nếu nó không giấu giếm chuyện gì khác, thì há chẳng phải là thuật pháp yêu tu mà bà cung truyền cho nó mang theo công pháp ma đạo ư? Lý Dục Thần sợ giật mình vì ý nghĩ của mình. Nếu là thật, thì mẹ của mình,
chẳng lẽ là ma nữ? Anh bỗng nhớ đến những lời của bóng ma nhập lên người Viên Thế Kiệt ở tiền đường nói, sở dĩ nhà họ Lý diệt môn là vì đã giấu thứ không nên giấu và đã lấy người không nên lấy. Lúc đó Lý Dục Thần còn cảm thấy kỳ lạ, bây giờ nghĩ lại, người không nên lấy này rất có thể chính là bà cung cũng là mẹ của mình. Chẳng lẽ đây là câu chuyện tình yêu xà phòng cẩu huyết? Công tử hào hoa phong nhã nổi tiếng thủ đô yêu một ma nữ xinh đẹp, để lấy lòng ma nữ, đã mời đầu bếp của 36 khách sạn thủ đô làm một bàn ăn khiến sư phụ Vinh phải nói là yến tiệc sang trọng xa hoa cả đời. Ma nữ cảm động, từ đó lấy thân báo đáp, tình nguyện làm một người phàm. Kết quả dẫn đến ma giáo rửa máu thủ đô. Lãng mạn thì lãng mạn thật, bi thảm cũng bi thảm thật, nếu viết thành tiểu thuyết, chắc chắn là câu chuyện cảm động lòng người. Nhưng Lý Dục Thần không dám nghĩ tiếp. Anh không hy vọng mẹ của mình là ma nữ. Nói tỉ mỉ chỉ tiết pháp môn tu hành của ông cho tôi nghe, Lý Dục Thần nghiêm giọng nói. Con trồn sợ giật mình, nhưng nó đã chắc chắn Lý Dục Thần là con trai của bà cung, hơn nữa pháp lực cao cường, hơn nó rất nhiều, liền không hề che giấu nói ra công pháp. Lý Dục Thần nghe xong, bất giác ngẩn người, chẳng lẽ mình đã đoán nhầm. Khẩu quyết tu hành này là thuật nội đan đường đường chính chính, sau khi sửa đổi, trở nên phù hợp cho loài yêu tu hành thôi. Hơn nữa rất rõ ràng, sửa đổi trong đó còn nhằm vào đặc. Điểm của con trồn này, khá là phù hợp với nó. Có thể truyền pháp quyết như này, cho thấy người truyền pháp cũng là người đàng hoàng, hơn nữa tu vi cực kỳ cao, ngộ tình cực cao, mới có thể lấy yếu quyết kim đan đạo ra biến thành pháp môn yêu tu. Lý Dục Thần thầm thở nhẹ nhõm. Sau đó nhìn chăm chăm con trồn hỏi, thế ông còn từng học yêu pháp khác ở đâu không? Không phải chứ, Lý Dục Thần nói, ông nói hết quá trình tu hành những năm nay của ông cho tôi nghe, không được bỏ sót điểm nào, bỏ sót một điều, chắc chắn không khớp với tu vi hiện nay của ông, một khi tôi phát hiện ông lừa tôi, ông biết hậu quả rồi đấy. Tôi biết, tôi biết. Con trồn gật đầu liên tục, kể chi tiết tỉ mỉ hết quá trình từ ban đầu, bà cung điểm hóa thế nào, cho đến bế quan ở miếu Hoàng Đại Tiên mấy năm cho đến khi xuất quan. Nhưng việc này đều không vấn đề. Lý Dục Thần hỏi nó, sau đó thì sao? Sau này, ban ngày tôi hưởng thụ hương hỏa trong miếu, buổi tối tu luyện ở khu nhà họ Lý. Cái đó, con trồn dùng móng vuốt xoa đầu, xấu hổ nói, khu nhà họ Lý phong thủy tốt, tốt hơn miếu nát của tôi nhiều. Dưới lòng đất có linh khí rất nồng đặc nổi lên, nhưng nhiều năm trôi qua, đã bị tôi hút sạch, he he he. Lý Dục Thần vừa nghe liền phát hiện không đúng. Kết cấu phong thủy tốt đúng là có thể khóa linh xu. Tụ linh khí, nhưng thông thường linh khí phân bố đều, cùng lắm là nơi có trận nhãn nồng đặc hơn một chút, làm sao lại từ dưới lòng đất bốc lên. Cũng chẳng phải nước suối. Linh khí mà ông nói, bốc ra từ đâu? Ở dưới lòng đất của giếng trời nhĩ phòng đằng sau. Dẫn tôi đi. Con trồn ngoan ngoãn dẫn Lý Dục Thần đi đến nhĩ phòng bên cạnh chính phòng. Ở giữa nhĩ phòng và chính phòng có một cái giếng trời nhỏ. Con trồn nói. Linh khí từ dưới lòng đất chỗ này nổi lên, cho nên lúc nó tu hành đều ngồi thiền trong giếng trời. Vừa nãy Lý Dục Thần đã quan sát kết cấu phong thủy tổng thể của cả khu viện, nơi này không phải là trận nhãn linh xu, cho nên tuyệt đối không thể nào là linh khí phong thủy hội tụ. Vậy chắc chắn là dưới đất có thứ gì. Nhưng khi thần thức đảo quét, lại không phát hiện được gì. Lý Dục Thần thấy lạ vô cùng, chẳng lẽ mình phán đoán sai. Anh tin chắc mình đã học đạo nhiều năm như vậy, không? Đến nỗi chút chuyện này cũng phán đoán sai, cho nên nhất định là chưa phát hiện ra thứ gì đó. Cầm ba cây châm ngũ hành, bắn nhẹ đi, hóa thành ba đường kiếm mang đâm vào lòng đất. Lần này, anh phát hiện không đúng. Dưới lòng đất ẩn chứa một trận pháp, hơn nữa có thứ gì như kết giới hình thành bức vách không gian. Trận pháp thêm kết giới, vừa hay tránh được thần thức thông thường thăm dò một cách kỳ diệu. Lý Dục Thần thu hồi ngũ hành châm, hỏi con trồn, ông ở đây nhiều năm như vậy, có biết dưới lòng đất có thứ gì như thông đạo hay mật thất không? Có, con trồn lập tức nói, tôi dẫn cậu đi. Thế là họ lại xuyên qua hành lang dài đến trái nhà phía đông. Theo bố trí của tứ hợp viện các gia đình lớn trước đây, trái nhà phía đông phải là nơi ở của con trai gia chủ, trong hoàng cung cũng như vậy, cho nên nơi ở của thái tử được gọi là Đông Cung. Quả nhiên! Con trồn chỉ vào một căn phòng trong đó nói, cậu chủ, đây chính là nơi mà cậu ra đời. Lý Dục Thần không ngờ con trồn này lại đột nhiên nói ra câu này, không nhịn được nhìn một cái, nảy sinh tình cảm thân thiết, cũng khó hiểu kỳ lạ.
tiếp tục đi về phía trước, lại đến ngoài hành lang, con trồn chỉ vào một bụi cỏ góc tường nói, ở đó có một cái lỗ, chui vào là được. Lý Dục Thần nhìn cái lỗ một cái, cũng miễn cường đủ cho. Con trồn có thể chui vào. Đương nhiên anh có thể thi triển thuật co xương, nhưng hoàn toàn không cần thiết, vì mật thất dưới lòng đất không thể nào để một cái lỗ chỉ đủ cho con chuột chui ra chui vào. Ở đây không có trận pháp, càng không có kết giới, cho nên thần thức quét qua, rất nhanh đã tìm được thông đạo nối liền với lỗ chuột. Anh đi vào căn nhà bên cạnh, dịch chuyển tủ, tìm được cơ quan trên tường, sau khi khởi động, thì xuất hiện một cánh cửa, trong cánh cửa là thông đạo đi xuống dưới tối đen. Con chuột nhìn mà thấy rất kỳ lạ, kêu nói, vãi, tôi ở đây mười mấy năm cũng không phát hiện ra ở đây có cửa, cậu chủ, cậu thật lợi hại. Lý Dục Thần đi vào thông đạo, đi xuống dưới hầm. Dưới lòng đất có mấy căn phòng, rõ ràng có dấu vết bị người khác lật tung. Xem ra mật thất này không hoàn toàn bí mật, đã có người phát hiện ra. Nhưng có lẽ họ không tìm được thứ mà họ muốn tìm. Nếu không bóng ma tiền đường đó cũng sẽ không cho rằng thứ đó nằm trong tay Lý Dục Thần. Tìm kiếm toàn bộ mấy căn phòng một lượt, cũng không phát hiện ra có thứ gì phóng linh khí. Quan trọng là anh không tìm được trận pháp và kết giới tương ứng với giếng trời bên trên. Vì vậy, Lý Dục Thần đoán phía sau mật thất còn có mật thất. Sau khi tìm kiếm kỹ càng, anh phát hiện ra một rào. Chắn giống như kết giới trên một bức tường đá ở tận. Cuối thông đạo. Xem ra, mật thất bên ngoài chỉ là thủ thuật che mắt, mật thất thực sự còn ở bên trong. Chỉ nghiên cứu một lát, Lý Dục Thần đã tìm được cách phá giải trận pháp. Rất nhanh, anh đã mở ra một căn mật thất bên trong cùng. Ốt, con trồn kinh hãi kêu một tiếng, vì cảnh lọt vào mắt, là một căn phòng đầy tranh chữ đồ cổ và vàng bạc châu báu. Nhưng Lý Dục Thần không chú ý đến những thứ này, mà chú ý đến một chiếc hộp trên bàn chính giữa nhất của căn phòng. Anh đi đến mở hộp ra. Bên trong hộp là một miếng ngọc hình bán nguyệt. Lý Dục Thần cảm thấy rất quen mắt, miếng ngọc hình bán nguyệt này, sao lại giống với miếng ngọc trong mộ cổ nhà họ Tiêu thế? Miếng ngọc chỉ có một nửa, chẳng lẽ hai miếng ngọc hình bán nguyệt này là một chiếc, được bẻ ra từ một chiếc vòng ngọc bích tròn. Dùng thần thức quét, bề ngoài miếng ngọc ẩn chứa ma khí lưu chảy. Trong miếng ngọc hình bán nguyệt, cuồn cuộn hào hùng, giống như vũ trụ khác. Bên cạnh còn có một tờ giấy, bên trên viết: Hồ Vân Thiên diệt trừ ma tâm thánh nữ, nhốt vào trong hồn bích. Ma tâm thánh nữ. Lý Dục Thần suy nghĩ ý của bốn chữ này. Thánh nữ có lẽ là chỉ mẹ của mình, cùng Lăng Yên, ma tâm, là thứ của người tu ma có, giống như đạo tâm của người tu đạo, là gốc rễ nhất của người tu hành. Một khi mất đi đạo tâm, người tu đạo cũng biến về người bình thường. Người tu ma diệt bỏ ma tâm. Có nghĩa là từ bỏ công phu tu ma, trở về người bình thường. Lại liên tưởng đến y thuật của Hồ Vân Thiên, thập. Tam châm của nhà họ Hồ thực ra chính là quỷ môn thập, tam châm, còn quỷ môn thập tam châm chính là sử dụng trên hồn, chỉ cần y thuật tinh thông, thực sự có thể lột bỏ ma tính trên hồn thể, từ đó giúp tu giả xua đuổi ma tâm. Còn thiên hồn bích, có lẽ là tên của miếng ngọc này. Bích, là một loại hình dạng cấu tạo của ngọc, hình tròn. Có chút giống tiền đồng của đời sau, chỉ là lỗ ở giữa là hình tròn. Nhưng miếng ngọc mà Lý Dục Thần nhìn thấy lại là hình bán nguyệt. Hình bán nguyệt cũng là một loại hình dạng của ngọc, nửa hình tròn là hình bán nguyệt, cũng có nghĩa là một nửa miếng ngọc tròn, hoặc là một phần, gọi là ngọc bán nguyệt. Vì vậy, Lý Dục Thần đoán miếng thiên hồn bích này là miếng ngọc thiếu khuyết. Nhìn từ độ cong kích thước, có lẽ là một phần ba miếng ngọc tròn. Hình dạng của miếng ngọc bán nguyệt của nhà họ Tiêu thành phố Tuyên vô cùng giống với miếng ngọc này, hoa văn cũng rất giống. Ngọc cổ của nhà họ Tiêu có thể ẩn giấu hồn, miếng ngọc này cũng vậy. Sau khi Hồ Vân Thiên diệt trừ tâm ma thánh nữ, rồi mượn miếng ngọc này, nhốt ma tính được đuổi ra, để tránh ma khí lan rộng. Chỉ là không biết miếng bích thiên hồn này là của Hồ Vân Thiên, hay là của nhà họ Lý. Lý Dục Thần lấy miếng ngọc bán nguyệt từ trong hộp, ra. Đặt lên tay quan sát thật kỹ. Chỗ chạm vào tay, có cảm giác tê như dòng điện nhỏ chạy qua, đây là do ma khí trên bề mặt miếng ngọc. Gây ra, ma khí còn lưu lại trong miếng ngọc đã vô cùng ít. Lý Dục Thần nắm nhẹ, hút toàn bộ ma khí vào trong bàn tay. Anh cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc tưởng chừng như cách cả một thế hệ, đó là do mẹ để lại bên trên. Anh lại nhìn tờ giấy trong hộp.
Tại sao Hồ Vân Thiên để lại mảnh giấy chứ? Hình như câu này không có ý nghĩa đặc biệt gì, ngoại trừ nói ra việc là do Hồ Vân Thiên làm. Nhưng miếng ngọc này lại được cất giấu kỹ như vậy, rất hiển nhiên, căn mật thất này vì có trận pháp kết giới bảo vệ, trước nay chưa từng có người phát hiện. Lý Dục Thần nghĩ mãi mà không hiểu được. Sau đó, anh kiểm tra kỹ mật thất một lượt. Trận pháp kết giới ở đây rất cao minh, không phải người bình thường làm. Ngay cả người mà diệt nhà họ Lý trong một đêm năm đó cũng không phát hiện ra. Thứ mà họ muốn tìm, liệu có phải cũng ở trong mật thất này không? Nhưng kiểm tra cả căn phòng, ngoại trừ vàng bạc châu báu, tranh chữ đồ cổ, thì không có thứ gì đặc biệt. Chẳng lẽ là thiên hồn bích này? Lý Dục Thần cất thiên hồn bích đi, bất kể là đồ của Hồ Vân Thiên, hay là của nhà họ Lý, anh cũng phải cầm đi, chỉ vì trên đó lưu giữ mùi của mẹ. Tiếc là, vì là nửa miếng ngọc, mà tâm thánh nữ sớm đã từ từ phóng ra theo thời gian trôi, chỉ còn sót lại một chút. Sau khi ma khí phóng ra, lại thấm vào lòng đất, trong thời gian mấy chục năm, từ từ thấm lên mặt đất. Vừa hay được con trồn tu hành này phát hiện, tưởng là linh khí, hấp thụ vào trong cơ thể. May mà nó học đạo pháp đường đường chính chính, nếu không rất có thể rơi vào ma đạo, trở thành yêu quái. Nhưng việc này cũng tránh được ma khí lan rộng, cũng tránh có người phát hiện ra mật thất dưới lòng đất. Tất cả đều có số, ban đầu khi mẹ cung Lăng Yên cứu con trồn này, có lẽ sẽ không nghĩ, con trồn này sẽ canh giữ khu nhà này. Lý Dục Thần vẫy tay về phía con trồn, hỏi ông có tên không? Con trồn suy nghĩ nói có, lúc đó bà cung gọi tôi là A Hoàng. Sau này có miếu, tôi tên là Hoàng Đại Tiên, cho nên tên của tôi là Hoàng Đại Tiên, tên thường gọi là A. Hoàng. Lý Dục Thần vỗ nhẹ lên người nó một cái, trong lúc không chú ý đã xua đi ma khí trong cơ thể nó, cười nói cái tên Hoàng Đại Tiên này, ông không gánh nổi, ông không phải người, hay là bỏ bớt nét trong chữ tiên, gọi là Hoàng Đại Sơn đi. Hoàng Đại Sơn on trồn đọc hai lần, vẻ mặt khổ. Sở nói, cậu chủ, liệu có nhà quê quá không? Ha, một con trồn như ông, cả ngày chui dưới đất, còn muốn tên Tây thế nào? Vậy hay là gọi Hoàng Đại Sư, thế nào? Ây, thôi, Hoàng Đại Sơn đi. Con trồn đã có tên, bái lạy Lý Dục Thần, cảm ơn cậu chủ ban tên. Lý Dục Thần giơ tay đỡ nó, nói, không cần cảm ơn, ông được mẹ tôi nuôi, vậy coi như anh em của tôi. Sau này gặp tôi không cần khách sáo như vậy. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Hoàng Đại Sơn thấy kỳ lạ nói, cậu chủ, ở đây nhiều châu báu như vậy, cậu không mang theo chút à? Lý Dục Thần cười nói, tôi mang theo làm gì? Đây vốn là đồ của nhà họ Lý, cứ để đó đi, đợi tôi về thủ đô, trấn hưng nhà họ Lý, mua lại khu nhà này, đến lúc đó sẽ xử lý những thứ này. Cậu chủ, cậu định đi ư? Hoàng Đại Sơn kinh ngạc nói, cậu muốn đi đâu? Tôi muốn về phương Nam, ở đó còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đạm. Hoàng Đại Sơn gật đầu, đi theo phía sau Lý Dục. Thần rời khỏi mật thất, về đến sân viện. Lý Dục Thần phi bay lên nóc cổng Thùy Hoa, phóng mắt nhìn toàn diện khu nhà, trong lòng cảm khái, đây chính là nơi mình sinh ra ư. Nhớ năm đó phồn hoa tựa cẩm, đâu ngờ nay chỉ có con trồn canh cửa. Niềm vui nỗi buồn trên thế gian đều như vậy. Thế sự biến ảo vô thường. Vẫn nên tu hành, cầu được trường sinh, mới là cách giải thoát. Hoàng Đại Sơn đứng dưới cổng, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một vầng trăng sáng treo trên bầu trời, bóng hình của Lý Dục Thần trong ánh trắng, tuy không mặc áo. Dài ống tay rộng, nhưng cũng có vẻ thần tiên. Nó nhớ đến Lý Vân Hoa năm đó đệ nhất thiếu gia thủ đô làm say lòng bao nhiêu cô gái. So sánh ra, cậu chủ này không khoan thai hào, phóng như ông bố nổi tiếng thủ đô, nhưng lại có vài phần tiên khí, có cảm giác phiêu diêu không thể nắm bắt. Nếu bà cung còn sống, nhất định sẽ rất tự hào đấy. Lý Dục Thần bay người đến con hẻm bên ngoài tướng, cạch cạc đi bộ trong sắc đêm. Xuyên qua con hẻm, anh bỗng dừng chân, quay đầu nói, ông đi theo tôi làm gì? Hoàng Đại Sơn đi theo cả đoạn đường nói, bà chủ không còn nữa, cậu chủ, cậu là chủ nhân của tôi, cậu đi đâu, thì tôi đi đấy. Lý Dục Thần buồn cười nói, nếu tôi vào núi đao xuống biển lửa, ông cũng đi theo hả? Đi theo chứ, Hoàng Đại Sơn vô cùng chắc chắn nói. Lý Dục Thần gật đầu, nói, được, sau này ông có thể theo tôi, nhưng bây giờ không được. Tại sao, Hoàng Đại Sơn không hiểu. Tu hành của ông vẫn không đủ xông pha giang hồ,
mà bây giờ ông còn chưa qua được cửa ải biến hình, tôi không thể đưa theo một con trồn lên máy bay chứ phải không? Hoàng Đại Sơn không biết máy bay là cái gì, nghe mà mơ hồ, dường như đã hiểu, lại như không hiểu. Hơn nữa, tôi còn cần ông ở đây canh giữ khu nhà này của nhà họ Lý. Câu này thì Hoàng Đại Sơn nghe hiểu. Cậu chủ, cậu yên tâm, có tôi ở đây, khu nhà đảm bảo không sao. Lý Dục Thần lắc đầu nói, ông không được lơ là, 20 năm không sao, là vì họ cho rằng nhà họ Lý đã chết hết, bây giờ tôi quay về, những người đó có thể cũng sẽ quay lại. Họ không phải là người nhà họ Na, ông giả thần giả quỷ dọa một trận là bỏ chạy. Vậy tôi phải làm thế nào? Ông vẫn cứ như trước đây, ở trong miếu Hoàng Đại Tiên của ông, tôi truyền cho ông mấy thuật pháp, ông tu luyện cho tốt, thanh thủ sớm ngày biến hình. Giả như bên phía khu nhà họ Lý có động tĩnh gì, đừng lỗ mãng, chỉ cần âm thầm quan sát. Tôi cho ông hai lá bùa, một lá dùng hộ thân lúc tình hình nguy cấp, một cái khác, ông chỉ cần dùng pháp lực kích hoạt, tôi có thể cảm nhận được, biết ở chỗ ông xảy ra chuyện. Tôi sẽ đến ngay. Lý Dục Thần lấy ra hai lá bùa, đưa cho Hoàng Đại Sơn, bảo nó giữ cẩn thận. Hoàng Đại Sơn nhận lấy, trong lòng không nỡ, nhưng cũng biết mình trọng trách to lớn, bái lại Lý Dục Thần một cái. Nói cậu chủ yên tâm, có Hoàng Đại Sơn tôi ở đây, nhất định bảo vệ khu nhà họ Lý bình an. Rồi quay người, đi về miếu Hoàng Đại Thiên của nó. Lý Dục Thần đang định rời đi, bỗng phía sau có pháp lực dao động, bỗng quay người, nhìn sang mái vòm của một tòa đại viện không xa, quát nói. Kẻ nào nấp ở đó, mau ra đi. Chỉ nghe một tiếng cười. Sư đệ, tu vi có tiến bộ mà, tỉ ẩn giấu khí tức, lại bị đệ phát hiện ra. Một bóng người bay lên mái nhà, thon nhỏ duyên dáng, như liễu thoáng qua, bay nhẹ nhàng đáp xuống đất, hóa thành một cô gái, mắt sáng long lanh, đứng giữa cây già tường cổ, ánh trăng như hoa, chiếu lên người, càng cảm giác không dính bụi trần. Hướng sư tỷ, Lý Dục Thần kinh ngạc vui mừng nói. Người đến tên là Hướng Vãn Tình, cũng là đệ tử Thiên Đô, đến Côn Luân sớm hơn Lý Dục Thần mấy chục năm. Chúc mừng sư đệ, tu vi tiến bộ, xem ra. Cách tiên thiên không xa nữa. Còn kém xa sư tỷ, Lý Dục Thần nói. Không cần khiêm tốn, đệ mới bao tuổi chứ, nếu có thể đột phá tiên thiên trong mấy năm, đệ chính là người đầu tiên trong 500 năm nay. Sư tỷ cũng đuổi theo không kịp. Hướng Vãn Tình nhìn Lý Dục Thần từ đầu đến chân mấy cái, cười nói tu vi tăng cao, có thêm vài phần khói lửa nhân gian, xem ra đệ sống rất tốt của thế giới phàm tục mà. Có phải có đối tượng rồi không? Lý Dục Thần đỏ mặt, nói, sư tỷ nói đùa rồi. Có gì đáng đùa chứ, đều là chuyện thường tình của con người, chỉ cần đệ chưa biến thành lão quái vật trong vạn tiên trận, thì sẽ phải buồn phiền vì tình. Yên tâm đi, sư tỷ sẽ không cười đệ. Hướng Văn Tình nhìn Lý Dục Thần, trong nụ cười lộ ra vẻ giảo hoạt. Nhưng sư đệ này, nếu đệ có đối tượng thật, thì phải qua được cửa ải của tỷ, tỷ phải xem con cháu đời sau của hai người có thiên tư hay không, nếu có. Thì tỷ đặt trước, làm đồ đệ của tỷ, tỷ phải dày vò con của đệ, ha hai. Lý Dục Thần tối sầm mặt, hướng sư tỷ này, vẫn tinh quái như vậy, không thể nắm bắt. Sư tỷ, làm sao tỷ tìm được đệ, Lý Dục Thần nhìn xung quanh nói. Tỷ không có bản lĩnh tìm được đệ, là chim xanh của đệ tìm đến. Hướng Vãn Tình đưa tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một con chim nhỏ màu xanh biếc. Con chim nhìn thấy Lý Dục Thần. Giống như thú cưng gặp chủ nhân, vui mừng nhảy nhót, líu lo kêu không ngừng. Đi đi. Hướng Văn Tình khế nâng bàn tay, chim xanh bay. Lên, lượn một vòng, đậu lên vai Lý Dục Thần. Lý Dục Thần cười đưa tay gỡ chim xanh xuống, đậu trong tay anh, biến thành một con hạc giấy. Thì ra là vậy, không ngờ sư tỷ đích thân xuống núi, sư phụ dặn dò gì không, Lý Dục Thần hỏi. Hướng Văn Tình nói, chim xanh của đệ truyền tin về chuyện các phái phương Tây liên thủ muốn đối đầu với Huyền Môn Hoa Hạ ta, sư phụ rất coi trọng, cho nên phái tỷ xuống núi, đi điều tra đầu đuôi sự việc. Chỉ là gần đây trong đỉnh núi Vạn Trận Tiên, kiếm khí dao động, sư phụ lo lắng có thiên ma ngoại vực đến tấn công, vì vậy sư phụ và các sư huynh đều phải canh giữ thiên đô, đề phòng bất trắc. Lý Dục Thần gật đầu nói, có sư tỷ đến là đủ rồi, tông giáo nước ngoài muốn xâm phạm Hoa Hạ ta. Cũng không dễ như vậy. Sợ rằng chuyện này không đơn giản như vậy, đặc biệt là Thái Dương Thánh Giáo, Hướng Văn Tình lộ mặt lo lắng, sư phụ ở trên núi bói một quẻ, vây mà ông ấy cũng không nhìn rõ được. Dục Thần,
để có thêm manh mối về Thái Dương Thánh Giáo không? Lý Dục Thần lắc đầu, hiện giờ vẫn chưa có, đệ đã truyền tin tất cả những gì đệ biết về thông qua chim xanh rồi. À đúng rồi, đệ còn có cáu này. Nói xong, anh lấy ra thập tự giá mặt trời đó ra. Thứ này là tín vật của họ để giao tiếp với thần, sư tỷ xem, có lẽ có ích. Hướng Vãn Tình nhận lấy thập tự giá, quan sát thật kỹ, lát sau nói, được, tỷ cầm cái này. Tỷ phải ra nước ngoài một chuyến, điều tra kỹ Thái Dương Thánh Giáo này. Chuyện bên Hoa Hạ, sư đệ để ý thêm một chút. Bạch Vân Quan thủ đô là tổ đình toàn chân Long Môn, đệ có thể đi gặp quan chủ Vương Tông Tiên đạo trưởng, nói rõ tình hình, bảo họ chú ý đề phòng. Lúc cần thiết dùng thiên đô lệnh truyền đạo môn thiên hạ. Được, đệ biết rồi, Lý Dục Thần không khỏi lo lắng nhìn Hướng Vấn Tình, nơi mạt pháp nước ngoài, sư tỷ phải cẩn thận đấy. Yên tâm đi, đệ tử thiên đô, dưới vạn thiên môn, có lúc nào từng sợ ai, Hướng Vấn Tình kiêu ngạo cười, những kẻ nhỏ bé, mạo dạnh Thái Dương, tụ tập cuồng đồ, cuồng ngôn xâm phạm Hoa Hạ ta, tỷ phải nhanh chóng diệt chúng. Sư đệ đợi tin tốt của tỷ đi. Nói xong liền lắc người, biến mất trong sắc đêm. Sư tỷ, Lý Dục Thần gọi một tiếng, nhưng không có tiếng đáp lại. Anh còn muốn đưa cách liên lạc của Hồng Môn cho cô ấy, để ra nước ngoài có thể có hỗ trợ. Nhưng Hướng sư tỷ này, vẫn hành sự quyết liệt dứt khoát vậy. Hy vọng cô ấy thuận lợi. Lý Dục Thần đứng dưới trời đêm ngẩn ngơ một lúc, rồi quay về khách sạn. Về đến phòng, thấy Mã Sơn vẫn chưa ngủ, hai người cùng nói chuyện. Khi nói chuyện đến quá nửa đêm, bỗng có người gõ cửa. Lý Dục Thần mở cửa xem, là chị Mai. Chị Mai mặc váy ngủ, nói, Diễm Diễm ngủ rồi, tôi không ngủ được, đến tìm hai người nói chuyện. Lý Dục Thần cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ chị muốn nói chuyện, cũng nên tìm sư phụ Vinh và ông chủ Vương chứ, sao lại chạy đến phòng chúng tôi. Nhưng anh cũng không thể từ chối, bèn cho chị Mai vào. Chị Mai ngồi xuống rồi nói, tôi nói chuyện với Diễm Diễm hồi lâu, tôi cũng nghe qua chuyện của cô ấy, cô bé này vẫn không buông được người đàn ông đó, cho nên tôi nghĩ, chúng ta có thể giúp cô ấy không? Lý Dục Thần biết Mã Sơn dẫn Trương Diễm Diễm đến thủ đô, vốn cũng có ý này, chỉ là không nói rõ thôi, bèn hỏi. Giúp thế nào? Chị Mai nói, đương nhiên là tìm được người trước, sau đó hỏi anh ta, tại sao lúc đầu bỏ rơi Diễm Diễm không lo, nếu có nỗi khổ hay khó khăn. Chúng ta xem có thể giải quyết giúp anh ta không, cho hai người quay lại với nhau. Nếu là bạc tình phụ nghĩa, thì dứt khoát đánh một trận, rạch mặt, đánh vỡ răng, cắt hai ngón chân, xả giận cho Diễm Diễm. Lý Dục Thần nghe mà đau răng, đây mà gọi là xả giận. Anh Mã Sơn, anh cảm thấy thế nào? Tôi thấy được, Mã Sơn nói, vấn đề bây giờ là phải tìm được người này trước. Chị Mai nói, tìm người không phải vấn đề, ở thủ đô không nhiều người họ Na. Nhà họ Na là hào môn, biết họ tên, nghe ngóng hỏi thăm chắc chắn có thể tìm được. Ban đầu Diễm Diễm không tìm được, là vì cô ấy không vào được giới này. Hai người yên tâm đi, để tôi lo chuyện này. Chị Mai nói xong nhìn sang Lý Dục Thần, nói thẳng, lần này đến thủ đô, anh làm chủ, làm việc gì, đều phải được anh đồng ý. Lý Dục Thần nói, được, vậy thì làm vậy đi, nhưng chị Mai, chị phải cẩn thận đấy. Chị Mai cười xinh đẹp, cậu còn quan tâm tôi sao? Đúng lúc này, lại có tiếng gõ cửa. Lý Dục Thần đi mở cửa, vừa nhìn là ông chủ Vương và sư phụ Vinh. Hai người đi vào, nhìn thấy chị Mai, ngạc nhiên nói, à Mai cũng ở đây à? Lúc này chị Mai đang mặc váy ngủ, dựa vào trước cửa sổ, mái tóc thả ngang vai, vô cùng quyến rũ. Lý Dục Thần tối sầm mặt, nghĩ thầm, cũng may có Mã Sơn ở đây, nếu không... không nói rõ được. Với hai bình giấm như ông chủ Vương và sư phụ Vinh, không biết phải ghen đến mức nào. Ông chủ Vương cười ha ha nói, chúng tôi không ngủ được, đến hỏi xem, mấy ngày tiếp theo, chúng ta có lịch trình thế nào. Lý Dục Thần nói, ngoại trừ ngày mai tôi đến Bạch Vân Quan một chuyến, thì không có việc gì khác, những việc khác, mọi người nghe theo chị Mai đi. Ông chủ Vương nói, vậy được, à Mai, ngày mai có buổi âm nhạc, tôi đặt hai vé trên mạng. Mời cô đi nghe. Sư phụ Vinh vội nói, một người luyện chu sa trưởng như ông, giả bộ cái gì, ông biết đánh mấy phím đàn không? À Mai, tôi đã đặt phòng bao ở Đắc Nguyệt Lầu, đầu bếp của Đắc Nguyệt Lầu là bạn tốt trước đây của tôi, giỏi ẩm thực Hoài Dương, chúng ta đi ăn một bữa. Ông chủ Vương cười he he nói, đầu bếp đúng là đầu bếp,
ngoài ăn ra, thì không biết gì hết. Ai nói luyện chu sa trưởng thì không thể nhàn hạ giải trí. Đâu giống ông, cả đời cầm muôi. Tóm lại ông không cần nghe nhạc, tinh tinh tang tang, chỉ mấy tiếng đó trong bếp cũng đủ cho ông nghe rồi. Nghe sư phụ Vinh và ông chủ Vương cãi nhau, Lý Dục Thần liền có cảm giác thích thú. Bạch Vân Quan ở ngoài cửa Tây Thủ Đô, là một trong tổ đình toàn chân Long Môn. Lý Dục Thần đứng bên ngoài cửa của Bạch Vân Quan, vô cùng cảm khái, ở vùng đất thủ đô phồn hoa, có thể có cung quan tu hành rộng lớn khí thế hùng vĩ thế này, cũng thật không dễ dàng. Rất nhiều du khách đến Bạch Vân Quan, ra ra vào vào, không nói được là đông đúc chen nhau, nhưng cũng được gọi là dòng người qua lại không ngớt. Lý Dục Thần đến thăm quan chủ, theo lý có thể trực tiếp từ cửa hậu sơn đi vào, nhưng lần đầu tiên đến Bạch Vân Quan, cũng hơi hiếu kỳ đệ nhất thiền viện toàn chân này như thế nào, nên anh mua vé, đi theo du khách vào. Từ cửa chính, lúc đang tiến vào cửa núi, bỗng phát hiện rất nhiều du khách tập trung ở cổng chính giữa, còn đang sờ gì đó lên tường đá. Lý Dục Thần hiếu kỳ đi đến xem, thì thấy một du khách đang sờ vào một chú khỉ nhỏ trên bức phù điêu trên vòm đá bên phải cửa vòm. Con khỉ đá đó được sờ đến sáng bóng, cũng không biết ở đây bao nhiêu năm, đã được bao nhiêu người sờ. Điều khiến Lý Dục Thần kinh ngạc là, trên con khỉ đá o bằng bàn tay đó lại tụ linh khí, dùng thần thức cảm ứng, lại rất sống động, dường như vật sống. Tiếc là tảng đá thì mãi mãi là đá, không thể nào có một con khỉ nhảy vọt ra được. Lúc này một hướng dẫn viên du lịch dẫn một đoàn đến, bắt đầu giới thiệu, Lý Dục Thần mới biết, Bạch Vân Quan có tập tục sờ khỉ đá. Dân gian có câu, thần tiên vốn không rõ ở đâu, chỉ để lại khỉ đá trong quan. Cho nên khỉ đá này cũng tượng trưng cho thần tiên. Du khách đến nơi này đều phải sờ một chút để lấy may. Nghe nói trong Bạch Vân Quan có 3 con khỉ đá, ngoại trừ một con trên cửa vòm, 2 con khác ẩn giấu ở chỗ khác không nổi bật. Rất khó tìm, nên có câu 3 con khỉ không gặp nhau. Lý Dục Thần cảm thấy rất thú vị, bèn đi theo đoàn du lịch, quả nhiên chỉ lúc sau đã tìm được 2 con khỉ đá còn lại. Vị trí của 2 con này hơi kín, nhưng cũng được sờ đến bóng loáng. Trên khỉ đá cũng ngưng tụ linh khí, giống như bên trong ẩn chứa phôi thai. Lý Dục Thần phát hiện, vị trí của 3 con khỉ này, thực ra là 3 trận nhãn của trận pháp hộ sơn của Bạch Vân Quan. Trận pháp hộ sơn này cũng rất đặc biệt. Trận pháp thông thường, đều vận hành dựa vào linh lực tự nhiên của vật liệu tạo nên trận pháp hoặc là của địa khí. Trận pháp hộ sơn của Bạch Vân Quan cũng như vậy. Nhưng đã có 3 con khỉ đá, vận hành trận pháp hộ sơn có thể không động đến địa khí, mà cần nhân khí vận hành. Du khách ra vào không ngớt, trong lúc sờ khỉ đá, gửi gắm nguyện vọng tốt đẹp trong lòng và tín ngưỡng với thần tiên vào đó, hình thành trường năng lượng đặc biệt. Trận pháp đã duy trì những năng lượng này, lại mượn những năng lượng này duy trì vận hành trận pháp. Thủ đô là nơi đặc biệt, dưới chân thiên tử, động đến địa khí ở bất kỳ đâu, cũng có thể ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, còn Bạch Vân Quan mượn nhân khí vận hành đại trận hộ sơn, vừa khéo tránh xung đột với địa khí hoàng gia. Ban đầu người thiết kế trận pháp này chắc chắn là cao nhân. Lý Dục Thần cảm khái nói, bỗng nhiên động trong lòng, nghĩ đến điều gì? Thần tiên vốn không rõ ở đâu, chỉ để lại khỉ đá trong quan. Anh niệm đọc 2 câu ngạn ngữ này. Khỉ đá, trong thuật ngữ đạo gia, khỉ đại diện cho tâm, tâm vượn ý ngựa chính là vậy. 3 con khỉ đá, chẳng phải nói người thế gian 3 tâm 2 ý sao? Cho nên thần tiên vốn không rõ ở đâu, chỉ để lại khỉ đá ở trong quan, là nói với mọi người, trong quan này đâu có thần tiên gì, chỉ có người phàm 3 tâm 2 ý ư. Cuộc đời đây những phiền não, đều vì tâm bất định, trí ở bốn phương. Muốn làm thần tiên, thì phải cắt đứt 3 tâm, loại bỏ 2 ý, gọi là chém tâm vượn, cắt ý ngựa. Đã có 3 con chỉ đại diện cho 3 tâm, thì cũng nên có 2 con ngựa đại diện cho 2 ý. Lý Dục Thần tìm kiếm trong quan, quả nhiên tìm được 2 con ngựa đá, cũng ở chỗ không nổi bật, nhưng anh có trận pháp làm manh mối, tìm ra cũng không khó. Chỉ là 2 con ngựa đá này không có dấu hiệu được. Con người sờ, vừa nấy cũng không nghe thấy hướng dẫn viên nhắc đến, có lẽ du khách cũng không biết. Lý Dục Thần hiểu được hàm ý trong đó, cười thầm trong lòng. Người thiết kế này không những là cao nhân, mà còn là người tuyệt vời. Lúc này, có người đi đến bên cạnh anh, đứng ngang hàng với anh, cũng nhìn ngựa đá trước mặt, lẩm bẩm nói, thú vị, thật thú vị.
Lý Dục Thần nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một người nước ngoài tóc đỏ cao lớn. Người nước ngoài cũng quay đầu nhìn anh, nói, văn hóa Hoa Hạ, đúng là bác đại tinh thâm. Lý Dục Thần cười nói, đúng thế, bác đại tinh thâm. Đang định quay người rời đi, người nước ngoài lại đưa tay về phía anh, tôi tên là Adam, phải gọi đạo hữu thế nào? Đạo hữu, Lý Dục Thần bất giác thấy buồn cười, chỉ có giữa tu sĩ đạo gia mới gọi nhau là đạo hữu. Adam, tôi là tu sĩ của Trung Phu Quan ở Los Angeles, đạo hữu Thích Thành Tử. Lý Dục Thần ngẩn người, hơi bất ngờ, người nước ngoài này lại là đạo sĩ. Adam vẫn đưa tay ra. Lý Dục Thần bắt tay anh ta, nói tôi tên là Lý Dục Thần. Adam vui vẻ cười, nói, ngày đầu tiên đến Hoa Hạ có thể gặp được người đồng đạo, thật mừng quá. Lý Dục Thần cười nói, tôi không phải đạo sĩ. Nhưng chắc chắn anh là người tu hành, đúng không? Nếu không sẽ không chú ý đến con ngựa này, Adam nói. Lý Dục Thần có ý kiểm tra anh ta, bèn hỏi, con ngựa này có ý nghĩa gì? Adam nói, trong văn hóa Hoa Hạ, dùng vượn và ngựa đại diện cho tâm ý của con người, ba vượn hai ngựa, đại diện cho ba tâm hai ý. Con người có vọng tâm, bản tâm và đạo tâm. Vọng tâm là thường có nhất, cho nên con khỉ đá đó ở trên cổng vòm của cổng núi, vừa nhìn là thấy. Còn bản tâm và đạo tâm khó thấy, cho nên ẩn ở chỗ sâu. Lý Dục Thần bất giác gật đầu, người nước ngoài này rất có hiểu biết. Vậy hai con ngựa thì sao? Vượn là tâm, ngựa là ý. Ý chính là ý thức, phân biệt âm dương, theo cách nói hiện nay, chính là tiềm thức và ý thức bề ngoài. Hai loại ý thức, cũng là nguồn gốc tư duy của chúng ta. Vậy tại sao du khách đều sờ khỉ đá, mà không ai đến sờ ngựa? Adam suy nghĩ nói, tôi nghĩ người thiết kế chỉ truyền ra ngạn ngữ về khỉ đá, mà không nhắc đến ngựa đá, đại khái là, con người đều có vọng tâm, và thông qua lực, cũng có thể tìm được bản tâm và đạo tâm, nhưng rất ít người chú ý đến ý của mình. Vì ý là gốc của tư duy, chúng ta không thể dùng ý niệm để phát hiện bản thân ý niệm, giống như chúng ta không thể dùng mắt nhìn thấy mắt của mình. Lý Dục Thần thấy rất kinh ngạc, cũng phải có cách nhìn khác về Adam. Người nước ngoài này có kiến thức và lĩnh ngộ khá sâu về đạo, không ngờ một tu sĩ nước ngoài, có thể có kiến thức sâu như vậy về tu ngộ chỉ có Hoa Hạ mới có. Anh Adam, thực sự là ngày đầu tiên đến Hoa Hạ ư, Lý Dục Thần hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là thật rồi, Adam nói, tôi yêu thích đạo thuật, vô cùng mê văn hóa Hoa Hạ, sớm đã muốn đến, nhưng sư phụ nói duyên phận của tôi chưa đến, vẫn không cho tôi đến. Cuối cùng Los Angeles xuất hiện rất nhiều dị giáo đồ, họ xông vào đạo quan và nhà thờ, hủy hoại đạo trường, nói người tu hành thành dị đoan, Trung Phu Quan chúng tôi cũng bị tấn công. Lý Dục Thần vừa nghe, lập tức liên hệ với sự việc mà Vạn Sơn Lâm của Hồng Môn nói. Dị giáo đồ tấn công các anh có lai lịch thế nào? Có lẽ có liên quan đến thế lực chống Hoa của Bắc Mỹ, nhưng điều khiến sư phụ lo lắng là một giáo phái tên là Thái Dương Thánh Giáo, họ khởi nguồn từ châu Âu, nhưng gần đây hoạt động mạnh ở Los Angeles. Quả nhiên là Thái Dương Thánh Giáo. Lý Dục Thần gật đầu, cho nên lần này anh đến Bạch Vân Quan là báo tin hay là xin giúp đỡ? Cả hai, Adam cười, tôi nghe nói Bạch Vân Quan là đệ nhất thiền viện toàn chân, cho nên ngày đầu tiên tôi đã đến đây. Tôi rất muốn tìm hiểu kỹ phong thái tiền bối tu hành ở đây. Lúc nói đến câu này, ánh mắt của Adam tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Lý Dục Thần hiểu, anh chàng này không chỉ đến xin giúp đỡ, mà cũng đến thách chiến. Lý Dục Thần hơi buồn cười. Người nước ngoài vẫn là người nước ngoài, học được đạo thuật của Hoa Hạ, lại không học được đức tính khiêm tốn của người Hoa Hạ. Nếu là người Hoa Hạ, đến xin người ta giúp, chắc chắn sẽ không có ý khiêu chiến. Nhưng trong lòng Adam, xin giúp đỡ và khiêu chiến không hề mâu thuẫn. Đây chính là cách tư duy khác nhau. Lý Dục Thần không có ý dạy anh ta điều gì, huống hồ hành vi của tiên nhân vốn là tùy tâm, hành vi của Adam lại phù hợp với tự tại tiêu dao của người tu hành. Lý Dục Thần cũng muốn đi gặp quan chủ, đồng hành với Adam. Đến bên trong, tìm được một đạo sĩ để hỏi, đạo sĩ nghe nói là đồng đạo nước ngoài đến thăm, cũng rất coi trọng, lịch sự dẫn họ đến phòng khách uống trà, mình đi bẩm báo. Chỉ lúc sau, một đạo sĩ đến, qua giới thiệu được biết là người tiếp khách ở đây, sau khi hỏi ý muốn của Adam, lại đơn giản trò chuyện vài câu, rồi dẫn hai người đến Vân Tập Sơn phòng phía sau. Tóm lại cả đoạn đường, không ai hỏi đến Lý Dục Thần, vì trông Lý Dục Thần bình thường không có gì đặc biệt, cũng không phải đạo sĩ,
nên coi anh là hướng dẫn viên hoặc phiên dịch của Adam. Trong sơn phòng, đạo trưởng giám sát viện Tưởng Tuyền Lâm tiếp đón họ. Tưởng Tuyền Lâm rất nhiệt tình, nói Trung Phu Quan là chỉ nhánh quan trọng ở nước ngoài của đạo. Môn chúng tôi, sư phụ cậu đạo trưởng Tạ Lâm nhiều năm trước đã từng đến thăm Bạch Vân Quan, cũng là một giai thoại. Hiện giờ ông ấy có khỏe không? Adam nói, sư phụ tôi rất khỏe, cảm ơn Tưởng đạo. Trưởng quan tâm. Tưởng Tuyền Lâm cười nói, đạo hữu không cần khách sáo, tuy cậu là người nước ngoài, nhưng tu hành không biên giới, mọi người đều là đồng môn đồng tông, cũng là người nhà mình. Hôm nay cậu ở lại Vân Tập Viên, mấy ngày này tham quan dạo chơi cảnh sắc thủ đô. Adam nói, Tưởng đạo trưởng, lần này tôi đến không phải để du lịch, tôi đến theo lời dặn của sư phụ. Rồi nói chuyện dị giáo đồ ở Los Angeles tấn công đền chùa cung quan hai giáo Phật đạo. Tưởng Tuyền Lâm nghe xong liền nổi giận, đám cuồng đồ nước ngoài này, không tu hành tử tế, cả ngày phân chia giáo phái, đúng là có lòng đi ngược thiên tôn truyền đạo. Đạo hữu thích thành tử, cậu yên tâm, tuy Trung Phu Quan xa tận Bắc Mỹ, nhưng Bạch Vân Quan là tổ đình Long Môn, thiền viện toàn chân, đương nhiên sẽ quản chuyện này. Cậu về nói với tôn sư, chúng tôi sẽ mau chóng cử người đến Los Angeles, gặp mọi người. Trong lòng Adam vui mừng, nói tiếng cảm ơn, rồi. Hỏi, Tưởng đạo trưởng, không biết các ông sẽ cử ai đến Los Angeles? Tưởng Tuyền Lâm hơi khó xử nói, việc này chúng tôi phải bàn bạc rồi mới quyết định được. Adam nói, tôi tu đạo ở Bắc Mỹ, vô cùng hướng về Hoa Hạ. Sư phụ tôi nói, người tu hành Hoa Hạ các đời đều có cường giả, cao nhân khắp nơi, ngẫu nhiên gặp một người, đều có thể là thần tiên. Nói xong, anh đứng lên, chắp tay với Tưởng Tuyền Lâm, Tưởng đạo trưởng. Tôi muốn lĩnh giáo phong thái của tiền bối đạo môn Hoa Hạ, xin dạy bảo. Tưởng Tuyền Lâm ngẩn người, cau mày, tiểu đạo hữu, cậu làm gì vậy? Sốt của cậu đến xin giúp đỡ, hay là đến khiêu chiến? Adam ngẩn người, chỉ lĩnh giáo một chút, sao lại thành khiêu chiến rồi? Nhưng anh ta vẫn kiên trì, Tưởng đạo trưởng, tôi chỉ đơn thuần là muốn lĩnh giáo thôi. Hơn nữa, người mà các ông cử đến Los Angeles, cũng phải mạnh hơn tôi mới được. Nếu cử người yếu hơn tôi, thì chẳng bằng tôi không đến. Lý Dục Thần suýt bật cười, anh chàng này, ăn nói cũng thẳng quá. Quả nhiên, sắc mặt Tưởng Tuyền Lâm hơi khó coi, nếu không phải là đạo hữu nước ngoài, có lẽ lúc này đã nổi khùng rồi. Liên Thành, Tưởng Tuyền Lâm nói với một đạo sĩ trẻ canh ở cửa, cậu đến so tài với đạo hữu Thích Thành Tử này, nhớ phải đó điểm dừng, chớ làm thương người ta. Vâng, sư tôn. Đạo sĩ tên Liên Thành đi vào. Khom người hành lễ với Tưởng Tuyền Lâm, mới quay người mặt hướng về Adam. Adam nhìn xung quanh một cái, đây là phòng khách, bàn ghế sofa, không có nhiều không gian, không hiểu hỏi, ngay ở đây sao? Tưởng Tuyền Lâm khẽ cười, nụ cười mang theo ý, khinh thường không có ác ý, nói cũng không phải là võ phu thi đấu mà phải dựng võ đài. Vận dụng đạo pháp, quý ở tinh diệu, ở tại tâm ý, trong một hơi thở, đã phân định thắng thua. Tưởng Tuyền Lâm không tin một người nước ngoài có thể có tu vi cao thâm bao nhiêu. Adam nghe những lời cao diệu của Tưởng Tuyền Lâm, liền rất kính trọng. Đạo sĩ Liên Thành ra tư thế xin mời với anh ta, nói, sư huynh, mời. Adam đứng lên, chắp tay nói, mời. Hai người đứng đối diện cách nhau khoảng 3 đến 5 mét trong phòng khách. Liên Thành ra tay trước, chỉ thấy anh ta cúi mắt xuống, hai tay kết ấn, như lão tăng nhập định, sau đó ý. Phát ra tùy tâm, hành động theo ý nghĩ, thủ ấn biến hóa mấy lần, quanh người nổi lên pháp lực, xoay chuyển thành gió, thổi tà áo anh ta bay bay. Tưởng Tuyền Lâm khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lý Dục Thần lại cau mày, đạo pháp của tiểu đạo sĩ này thực sự quá thấp rồi. Đạo thuật này, đừng nói là đấu pháp với người tu hành, cho dù là so với luyện võ, cũng chưa chắc có thể đánh được ai. So sánh đạo pháp và võ đạo. Thời kỳ đầu không chiếm ưu thế. Võ đạo càng trực tiếp, đều luyện ra kỹ năng giết người. Còn đạo pháp ở thời kỳ đầu, luôn là chỉ coi trọng đẹp mắt chứ không xem trọng tác dụng, cho nên rất nhiều tu sĩ không đến tiên thiên, hoặc là hậu thiên không cố gắng, cuối cùng chỉ có thể dựa vào biến pháp lừa người. Nhưng một khi tu đến hậu kỳ, đạo thuật sẽ nghiền áp võ đạo. Ví dụ như Lý Dục Thần vẫn chưa vào tiên thiên, còn tông sư tiền đường Hà Trường Xuân đã bước một chân vào ngưỡng cửa tiên thiên, nhưng Lý Dục Thần vốn chẳng coi ông ta ra gì. Vì tiên thiên và tiên thiên không giống nhau. Tiên thiên của võ đạo là ngưỡng cửa từ võ nhập đạo.
Tiên thiên của Lý Dục Thần, đó là trải qua lôi kiếp, sau khi thập tử nhất sinh, thành tiên thực sự. Tiểu đạo sĩ trước mặt, nếu pháp lực so với võ đạo, nhiều nhất cũng chỉ có thể đấu mấy chiêu với Hồng Thiên Thành, Hoàng Hải, nếu gặp phải mấy người sư phụ Vinh, ông chủ Vương, một chiêu là mất mạng. Tưởng Tuyền Lâm này, coi thường người khác quá rồi. Lý Dục Thần đoán rằng, Liên Thành vốn không phải là đối thủ của Adam. Tuy Adam cũng nhìn ra, nhưng trước khi anh ta vào đã cho rằng đạo sĩ trong Bạch Vân Quan đều là cao thủ, lại thêm những lời của Tưởng Tuyền Lâm vừa nấy, khiến anh ta cho rằng Liên Thành đang giấu thực lực, có lẽ trong chiêu thức nhẹ nhàng này ẩn giấu sát chiêu lợi hại gì. Adam không dám sơ suất, vận chân khí chu thiên, cũng đẩy ra một trường. Một luồng pháp lực mạnh bắn ra cùng với trường phong của anh ta, như sóng dữ đập bờ, ào về phía Liên Thành. Vẻ mặt Tưởng Tuyền Lâm biến sắc, vội vàng ra tay, nhưng đã muộn một bước. Pháp lực của Adam và Liên Thành đã đập vào nhau. Cơ thể của Liên Thành bay đi như cánh diều đứt dây, phun ra một ngụm máu tươi trong không trung. Tưởng Tuyền Lâm bay lên đỡ lấy Liên Thành, đặt lưng của anh ta đến dưới đất, truyền chân khí vào cơ thể Liên Thành. Liên Thành ho dữ dội, hồi lâu mới đỡ dần, sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết nội thương hay là hổ thẹn. Sư tôn, con thua rồi, xin sư tôn trừng phạt, Liên Thành cúi đầu nói. Không trách cậu, Tưởng Tuyền Lâm sầm mặt, nhìn sang Adam, tức giận nói, sao cậu lại ra tay mạnh như vậy? Tàn nhẫn độc ác như vậy, đâu phải là tâm tính của tu đạo. Adam khó tránh lúng túng, nói tôi không ngờ anh A yếu như vậy, vừa nãy tôi chỉ dùng 3 phần công lực. Anh ta giải thích như vậy, chẳng thà không giải thích. Với Tưởng Tuyền Lâm, đúng là khiêu khích. Hừ, một đạo sĩ đến từ nước ngoài như cậu, lại dám ngông cuồng, thực sự coi Bạch Vân Quan không còn ai sao? Lý Dục Thần cho rằng Tưởng Tuyền Lâm muốn đích thân ra tay. Đường đường một giám viện Bạch Vân Quan, ra tay với một đạo sĩ nước ngoài, bất kể thắng thua, nói ra cũng không dễ nghe. Anh muốn khuyên vài câu, nói Tưởng đạo trưởng, có lẽ đạo hữu Thích Thành Tử không có ác ý, anh ta chỉ là hơi thẳng thắn thôi. Anh còn chưa nói xong, đã bị Tưởng Tuyền Lâm cắt ngang. Ở đây không đến lượt cậu lên tiếng, Tưởng Tuyền Lâm vẫn coi Lý Dục Thần là hướng dẫn tùy tùng của Adam, lạnh giọng nói, vì mấy đồng tiền, dẫn theo một người nước ngoài đến khiêu chiến đạo trường Hoa Hạ, cậu cũng xứng làm người Hoa Hại. Lý Dục Thần đúng là cạn lời, thế này là sao chứ, đầu óc Tưởng đạo trưởng này cũng có vấn đề rồi. Tưởng giám viện, tôi không nhận tiền của Adam, tôi vừa mới quen biết anh ta. Vậy cậu đến nội viện làm gì? Không biết nơi này cấm người không nhiệm vụ sao? Tôi đến gặp quan chủ đạo trưởng Vương Sùng Tiên của các ông. Tưởng Tuyền Lâm ngẩn người, cậu tìm Vương quan chủ làm gì? Lý Dục Thần nói, tôi là đệ tử Thiên Đô, được biết ở nước ngoài có dị giáo gây bất lợi cho huyền môn Hoa Hạ, đặc biệt đến thông báo. Đệ tử Thiên Đô, ha ha ha, Tưởng Tuyền Lâm bỗng cười lớn, sao cậu không nói cậu là đệ tử của Thiên Tôn Nguyên Thủy đi? Lý Dục Thần suy nghĩ nói, phải nói như vậy, hình như cũng được. Đạo trường của Thiên Tôn Nguyên Thủy ở Ngọc Hư, cung Côn Luân, tuy nói Côn Luân này không phải Côn Luân kia, nhưng một mạch truyền thừa, nói là môn hạ Nguyên Thủy cũng không phải không được. Nhưng anh nói như vậy, Tưởng Tuyền Lâm càng nhận định anh đang nói láo. Nói khoác mà không biết ngượng, đừng cho rằng nghe nói một chút về huyền môn thì có thể mạo xưng bừa bãi. Biết Thiên Đô là nơi nào không? Nếu cậu là đệ tử Thiên Đô, tôi là Lữ Tổ tái thết. Lần này Lý Dục Thần ngẩn người, rốt cuộc là ai nói khoác không biết ngượng đây. Còn Lữ Tổ tái thế, tôi thấy ông có thể đánh thắng được anh chàng nước ngoài tóc đỏ này không còn khó nói đấy. Anh lắc đầu, dứt khoát không nói nữa. Tưởng Tuyền Lâm thấy anh không nói gì, cũng không để ý, quay sang nhìn Adam, trong mắt lóe lên hàn quang. Nhưng ông ta là giám viện một quan, thân phận tôn quý, đương nhiên không thể đích thân ra tay. Bèn nói với tiểu đạo sĩ Liên Thành, cậu lui xuống đi, mấy hôm nay đừng làm gì, dưỡng thương cho tốt, gọi. Mạc Thanh sư huynh của cậu đến đây. Vâng, tiểu đạo sĩ dường như không cam tâm, quay đầu nhìn Adam một cái, mới cúi đầu đi ra. Phòng khách rơi vào im lặng. Adam đứng ở đó, có vài phần ngượng ngùng, cũng không tiện ngồi về chỗ. Tưởng Tuyền Lâm chỉ nhìn anh ta cười lạnh lùng. Một lát sau, lại có một đạo sĩ trẻ đi vào, hành lễ với Tưởng Tuyền Lâm, gọi là Sư Tôn. Khí tức của đạo sĩ này rõ ràng trầm ổn hơn tiểu đạo. Sĩ trước đó nhiều.
Tưởng Tuyền Lâm chỉ vào Adam nói, anh bạn nước ngoài này đến thách chiến Bạch Vân Quan chúng ta, Mạc Thanh, cậu so tài với anh ta đi. Lần này, ông ta không nhắc Mạc Thanh biết dừng đúng lúc. Mạc Thanh gật đầu đồng ý, quay người hướng về Adam. Adam thấy có người đến đấu pháp, vẻ mặt hưng phấn, quên mất ngượng ngùng vừa nãy, chắp tay với Mạc Thanh, xin sư huynh chỉ giáo. Được, vậy để tôi lĩnh giáo kỳ chiêu của đạo môn nước ngoài đi. Mạc Thanh cũng cho rằng Adam đến thách chiến, nghe nói Liên Thành một chiêu đã bại, có lòng thay Liên Thành báo thù, cho nên ra tay toàn lực. Chỉ thấy anh ta động thân hình, chân khí vờn quanh người, đánh ra một trường, cuốn lên cuồng phong, gió như mãnh hổ, lao đến Adam. Adam cũng không dám sơ suất, hai tay mở rộng, như ôm quả bóng, pháp lực ngưng tụ phía trước. Trương lực của Mạc Thanh đập lên khiên pháp lực của Adam, như chúng khiên sắt, không hề phản ứng. Mạc Thanh sửng sốt, thực lực của Adam vượt xa tưởng tượng của anh ta. Anh ta thu hồi bàn tay, ngón tay ấn quyết, miệng đọc thần chú, trước người sáng lên ánh sáng nhẹ, lấp lánh, đột nhiên hóa thành rất nhiều điểm sáng nhỏ bắn về phía Adam. Đến hay lắm! Adam kêu một tiếng, cánh tay đắc rộng thu vào, trong, ôm trọn các điểm sáng đó. Anh ta xoa hai tay, vo hào quang trong tay thành một quả cậu thái cực, âm dương xoay chuyển, hóa giải pháp lực của Mạc Thanh. Sau đó thuận thể đẩy đi, điểm sáng trong cầu thái cực bắn ngược đến Mạc Thanh. Lần này, vì Adam đồn lực vào cầu thái cực, lấy nhu khắc cương, dung hợp sức mạnh của mình và sức mạnh của Mạc Thanh với nhau, cho nên đòn này, bằng với lực đạo của hai người anh ta và Mạc Thanh. Mạc Thanh kinh hãi, muốn tranh nhưng không kịp, chỉ đành đón lấy. Âm một tiếng, cơ thể Mạc Thanh bay về sau, rơi xuống đất, phun ra máu tươi. Tưởng Tuyền Lâm đứng bật dậy. Sắc mặt tái xanh, chỉ vào Adam nói, tên nhãi nhà cậu, ra tay tàn độc như vậy. Lý Dục Thần biết, Adam đã nương tay rồi, nếu vừa nấy ra tay toàn lực thật, e rằng lúc này Mạc Thanh đã chết rồi. Tưởng Tuyền Lâm đi đến dìu Mạc Thanh, lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng anh ta. Sau đó quay người hướng về Adam. Mạc Thanh là đệ tử đắc ý nhất của ông ta, tuy trong thế hệ trẻ Bạch Vân Quan không thiếu người tài. Nhưng anh ta cũng không thể tìm đệ tử của sư huynh đệ đến xả giận cho đệ tử của mình. Cho nên, Tưởng Tuyền Lâm cũng chỉ có thể đích thân ứng chiến. Cậu đánh thương liên tiếp hai đệ tử của Bạch Vân Quan, hôm nay tôi thay sư phụ cậu dạy bảo cậu, cho cậu biết thế nào là trời cao còn có trời cao hơn, người tài có người tài hơn. Tưởng Tuyền Lâm nói xong, khép ngón tay thành kiếm, tiện tay lướt nhẹ về phía Adam. Một đường kiếm khí bắn ra từ đầu ngón tay ông ta, xé rách không khí. Lập tức đến trước người Adam. Sắc mặt Adam nghiêm trọng, hai tay đan sen, pháp tức hình thành một dòng khí trước người, khiến kiếm khí của Tưởng Tuyền Lâm bản đến khẽ lệch hướng, sau đó vội chuyển thân hình, tránh được kiếm khí này. Áo của anh ta rách xoạt một tiếng, dưới sườn bị kiếm khí làm rách, nứt ra đường lớn. Nhưng Adam không hề dừng lại, trong lúc quay, người đã đánh ra một chưởng. Chưởng này, chưởng lực thâm hậu. Tưởng Tuyền Lâm cười lạnh lùng một tiếng. Hạt nhỏ như hạt gạo, cũng dám phóng ra. Bèn xuất trưởng nghênh đón. Hai trưởng đập vào nhau, hình thành một vòng xoáy không khí giữa hai người, phát ra tiếng nổ lốp bốp. Hai thân hình cùng lắc hai cái. Tưởng Tuyền Lâm kinh ngạc, không ngờ pháp lực của Adam vô cùng hùng hậu. Trong lúc ông ta thất thần vừa nãy, Adam đã tung ra chiêu tiếp theo. Chỉ thấy hai tay anh ta đan sen, lòng bàn tay phóng ra ngoài đầy về phía trước. Hai dòng khí đan sen bắn về phía Tưởng Tuyền Lâm. Tưởng Tuyền Lâm lệch người tránh đi, đang định phản kích. Lại không nghĩ hai dòng khí lưu đó đột nhiên chuyển hướng, như hai con mãng xà, xoay tròn xen nhau trong không trung, xoắn giết về phía Tưởng Tuyền Lâm. Tưởng Tuyền Lâm không kịp tránh, chỉ có thể dùng chân khí bản thân chống lại. Chỉ thấy ông ta bị cuốn lấy, giống như đứng ở trung tâm gió bão vòi rồng. Tưởng Tuyền Lâm thở ra hai tiếng, toàn thân chấn động, ầm một tiếng. Dòng khí tiêu tan. Trong phút chốc, đạo bào trên người ông ta thành vải vụn, mái tóc cũng xõa ra, thả dài xuống, vô cùng nhếch nhác. Lý Dục Thần bất giác lắc đầu. Thực ra luận cảnh giới đạo pháp, ít nhất Tưởng Tuyền Lâm cao hơn Adam một cảnh giới, nhưng luận năng lực thực chiến, Adam mạnh hơn Tưởng Tuyền Lâm nhiều. Vừa nãy, nếu không phải công lực của hai người quá lớn, Tưởng Tuyền Lâm chắc chắn sẽ thương nặng. Xem ra, tuy đạo sĩ của Bạch Vân Quan tu vi không thấp, nhưng được sống trong sung sướng. Cũng khó, trách, Thái Bình thịnh thế, vùng đất thủ đô,
cũng không có yêu ma quỷ quái gì, những đạo sĩ này cũng không có cơ hội đấu pháp. Ngược lại là đạo quan nước ngoài, đối diện với áp lực của giáo phái phương Tây, sinh tồn trong khe hẹp, càng chú trọng thực chiến. Lý Dục Thần đoán, sư phụ của Adam là một tu sĩ rất giỏi. Tưởng Tuyền Lâm là giám viện của Bạch Vân Quan, bị một vấn bối, hơn nữa còn là người nước ngoài đánh cho nhếch nhác như vậy, làm sao không thẹn quá hóa giận được. Lập tức, ngón tay ông ta bấm kiếm quyết, miệng đọc. Thần chú, chỉ thấy một đường kiếm quang từ trên người anh bay ra, chạy thẳng đến Adam. Trong tích tắc, kiếm quang hoành hành trong phòng, sát ý lẫm liệt, ngay cả không khí cũng ngưng tụ ra sương hoa. Lý Dục Thần cau mày, ông già này, sao đánh được hai chiêu đã thẹn quá hóa giận rồi, còn dùng đến pháp khí. Cảnh giới của Adam không bằng Tưởng Tuyền Lâm, đánh tay đôi thì còn được, một khi sử dụng pháp khí, thì chắc chắn sẽ thua. Huống hồ kiếm này, sát ý mãnh liệt như vậy, bất luận thế nào Adam cũng không đỡ được. Nếu trên người anh ta không có pháp khí, chỉ sợ sẽ bỏ mạng tại chỗ. Kiếm khí như cầu vồng, lập tức đến trước người Adam. Quả đúng như Lý Dục Thần dự liệu, mặc dù Adam có kinh nghiệm chiến đấu, lại không có cách gì để đối phó với phi kiếm này. Một là cảnh giới của Tưởng Tuyền Lâm cao hơn anh ta, hai là căn cơ Bạch Vân Quan vững chắc, Tưởng Tuyền Lâm là giám viện, đương nhiên phi kiếm của ông ta cũng là pháp khí thượng thừa. Bạch Vân Quan là nơi Trường Xuân Chân Nhân khâu xử cơ tu chân năm đó, Thất Tử Toàn Chân uy danh lừng lẫy, đạo pháp huyền diệu tinh thâm. Đặc biệt là kiếm đạo Trường Xuân và kiếm trận Thất Tinh, càng nổi tiếng thiên hạ. Tưởng Tuyền Lâm xuất phi kiếm, khoảng cách chênh lệch với Adam hiện ra rõ ràng. Adam gần như không có sức phản kháng, chỉ đành trơ mắt nhìn kiếm quang bản về phía mình. Đúng lúc kiếm khí sắp đâm vào, kiếm quang bỗng dừng lại. Một thanh trường kiếm dài 3 tấc xuất hiện, dừng trước mặt Adam, mũi kiếm cách giữa đôi lông mày không đến 2 tấc. Không biết Lý Dục Thần đã đến bên cạnh Adam từ lúc nào, đưa ra một tay, ngón trỏ và ngón giữa kẹp thân kiếm. Trường kiếm dừng trong không trung, pháp lực vẫn chưa tan. Bị pháp lực xua đi, thân kiếm chấn rung, chuôi kiếm bị lắc vô cùng mạnh, dường như muốn thoát khỏi ràng buộc, hoàn thành sứ mệnh của chủ nhân giao phó. Đồng tử của Adam giãn to ra, vẻ mặt tràn đầy kinh sợ. Cuối cùng anh ta ý thức được sự lợi hại của kiếm đạo Hoa Hạ. Điều khiến anh ta chấn kinh hơn là, đạo hữu Du. Khách ngẫu nhiên gặp anh ta, lại có thể ra tay không hề báo trước trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đã kẹp chặt đường kiếm đó. Tưởng Tuyền Lâm cũng chấn kinh. Dùng hai ngón tay kẹp phi kiếm của mình, công lực. Đẳng cấp thế nào chứ? Cho dù quan chủ ra tay, cũng không thể dễ dàng như vậy. Hai tay ông ta liên tục bấm quyết đổi ấn, miệng đọc thần chú, muốn hô gọi bảo kiếm về, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Sốt cuộc cậu là ai? Tưởng Tuyền Lâm kinh hãi hỏi. Lý Dục Thần nhẹ nhàng thả tay, trường kiếm lại hóa thành kiếm quang, bay ngược trở về. Lần này, kiếm thế còn lợi hại hơn lúc bay đến. Tưởng Tuyền Lâm kinh hãi, vội vàng sử dụng thuật pháp ngự kiếm, muốn điều khiển phi kiếm. Nhưng không ngờ tuy linh kiếm có cảm ứng, lại không thể điều khiển. Trong chớp mắt, kiếm đã đến trước mặt, không thể tránh. Tưởng Tuyền Lâm biết uy lực của kiếm này, muốn lấy thân thể đối kháng là chuyện không thể nào. Hu hu, cuộc đời ta kết thúc rồi. Tưởng Tuyền Lâm kêu đau khổ trong lòng, bất giác nhắm mắt. Chỉ nghe thụp một tiếng, phía sau vang lên tiếng kiếm kêu vù vù. Ông ta mở mắt, quay đầu nhìn, chỉ thấy thanh kiếm đó cắm vào cột nhà, thân kiếm lún sâu hoàn toàn. Trong lòng Tưởng Tuyền Lâm xấu hổ, tức giận nhìn Lý Dục Thần, nói tại sao cậu không giết tôi? Lý Dục Thần nói, tại sao tôi phải giết ông? Tưởng Tuyền Lâm ngẩn người, lại không biết trả lời thế nào. Lý Dục Thần thở dài, nói Tưởng đạo trưởng, ông là giám viện Bạch Vân Quan, cũng coi là đức cao vọng trọng, sao có thể động sát tâm? Vừa nãy nếu tôi không ra tay, vị đạo hữu thích thành tử này sẽ phải mất mạng dưới kiếm của ông rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.